Thần y trở lại, Ngô Bình. Tập 199. Mộng San nói, Ngô Bình, sau khi vào cấm địa, anh để ý đến họ chút nhé. Ngô Bình biết Mộng San không muốn họ chết ở bên trong, lập tức gật đầu, ừ. Thấy Ngô Bình đồng ý dễ dàng như thế, bốn người đàn ông đều cảm thấy khó chịu, có hai người trong đó còn khẽ hừ một tiếng. Mộng San mặc kệ, lại nói, mọi người nhớ đây, đi theo bên cạnh Ngô Bình thì sẽ an toàn hơn. Bà ta không nói nhiều, sau đó lại đi về phía cánh cửa. Mộng San vừa rời đi, một trong bốn người đàn ông đầu nhọn bật cười nói, hôm nay phó viện trưởng sắp xếp thật khó hiểu, thế mà lại để một người mới bảo vệ chúng ta. Một người đàn ông mũi tẹt khác nói, phó viện trưởng nói thế chắc chắn có lý của cô ấy. Người đầu nhọn liếc nhìn hắn, sư đệ hầu, lát nữa một mình tôi một nhóm, nếu cậu muốn đi với cậu ta thì tùy cậu. Nghe hắn nói thế, người mũi tẹt lập tức cười nói, sư huynh trương nói đùa rồi, chắc chắn tôi sẽ đi theo anh mày. Cứ thế một câu của sư huynh trương này đã loại bỏ Ngô Bình ra ngoài. Hai đệ tử nữ là người mới gia nhập vào năm nay, nhưng đều là người thông minh. Đúng như người mũi tẻ đó nói, nếu không có lý do chính đáng thì phó viện trưởng sẽ không sắp xếp như vậy. Trong hai đệ tử nữ có một nữ sinh thắt bím tóc, mặc váy học sinh, đôi mắt to lấp lánh, hai mắt lấp lánh, vừa xinh đẹp vừa dễ thương, cô ta nghịch hai bím tóc trước ngực, nhảy đến trước mặt Ngô Bình. Ngọt ngào nói, chào sư huynh Ngộ, tôi là Điền Mỹ Mỹ, xin hãy chỉ bảo tôi nhiều hơn. Giọng nói cô ta trong trẻo, ngọt ngào, khiến người ta cảm thấy thoải mái, hơn nữa vừa đến đã khiêm tốn gọi Ngô Bình là sư huynh. Ngô Bình nói, chào cô, mọi người đều là đệ tử của học viện, cô đi bên cạnh tôi thì dĩ nhiên tôi sẽ bảo vệ an toàn cho cô. Một người đàn ông khác cười nhạo, chỉ dựa vào, cậu, ai cho cậu tự tin thế? Ngô Bình bình tĩnh nhìn hắn nói, tự tin không phải đến từ người khác mà đến từ thực lực. Các người đều có tính toán của mình, tôi không can thiệp. Một cô gái khác nhìn bốn người đàn ông rồi lại nhìn Ngô Bình, cuối cùng cô ta nghiến răng đứng bên cạnh người đàn ông đầu nhọn, mỉm cười nói, sư huynh, mọi việc đều trông cậy vào anh. Cứ thế vốn dĩ là một nhóm lại bị tách thành hai nhóm, bên Ngô Bình không tính Lăng Bộ Phi thì chỉ có hai người. Mắt Lăng Bộ Phi lóe sáng, cô ta cười nói. Người tự đại sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo. Điền Mỹ Mỹ cười nói, chị ơi, chị tên gì thế ạ? Cũng cùng nhóm với bọn em sao? Lăng Bộ Phi cười nói, em Điền, chị là Lăng Bộ Phi. Hóa ra là chị Bộ Phi, chị Bộ đến bên đó nhất định phải bảo vệ em tu luyện chưa được bao lâu, gan nhỏ. Lắm. Lăng Bộ Phi cười, có anh Ngô ở đây, em sẽ an toàn. Sau đó cô ta hỏi Ngô Bình, anh Ngô hiểu biết bao? Nhiều về cấm địa thượng cổ vậy. Ngô Bình, tôi biết một chút. Cô Lăng hỏi thế có phải là biết nhiều về tình hình bên trong không? Lăng Bộ Phi cười nói, cũng không phải là tình hình bên trong. Nghe nói cứ một khoảng thời gian thì cấm địa thượng cổ sẽ sinh ra dị bảo mới. Những dị bảo mới này không chỉ dễ bị luyện hóa mà còn dễ dung hợp với huyết mạch của người hiến tế, từ đó tạo ra một sức mạnh huyền diệu. Ngô Bình động lòng, chẳng lẽ là bảo pháp cấm kỵ? Lăng Bộ Phi, nhưng tiếc là tôi cũng không biết vị trí của pháp bảo cấm kỵ. Ngày càng có nhiều người tiến vào, Mạc Hàn kia ở lại cuối cùng. Khi thấy Ngô Bình và Lăng Bộ Phi thì khẽ gật đầu rồi là người thứ tử đến ngược từ dưới lên trên tiến vào cánh cửa màu vàng. Ngay sau đó, Ngô Bình, Lăng Bộ Phi và Điền Mỹ Mỹ cũng đi vào. Vừa băng qua cánh cửa màu vàng, bùa ngọc trong tay đã biến mất, họ bị một luồng sức mạnh kéo vào một không gian. Đợi đến khi mấy người thấy rõ cảnh tượng trước mắt thì hai chân đã đứng trong một bụi cỏ cao bằng đầu, xung quanh vang lên từng tiếng côn trùng kêu và tiếng chim hót. Lăng Bộ Phi có chút lo lắng, cảnh giác nhìn quanh nói, mọi người đừng đứng xa nhau quá. Lòng người khó, do, chúng ta phải cẩn thận. Cô ta vừa nói xong đã nghe thấy gần đó truyền một tiếng hừ lạnh, sau đó có người rên rỉ một tiếng, kế tiếp một bóng người bị đánh bay rồi ngã xuống cách đó không xa. Người ngã xuống là Mạc Hàn, khóe miệng trào máu, lồng ngực bị đánh lõm xuống. Gã áo vàng không mua được bùa ngọc trước đó bước tới, trên người gã mặc một chiếc áo giáp bằng đồng tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Điền Mỹ Mỹ thấy vậy thì lộ ra ánh mắt hoảng loạn, cô ta thật sự sợ hãi. Gã áo vàng bước nhanh tiến lên, lại vung tay đấm ra một quyền. Mạc Hàn lập tức lăn một vòng đến dưới chân Ngô Bình, gã áo vàng nhìn thấy Ngô Bình thì sát khí trong mắt càng dày đặc, vung tay lên đánh. Cẩn thận,
đây là Thanh Đồng Thần Y, tên kia có được thực lực của thần thông đại viên mãn, Mạc Hàn nhắc nhở. Ngô Bình thấy đối phương chẳng thèm nể nang trực tiếp ra tay thì hừ lạnh một tiếng, kiếm thất tinh long uyên trong tay vạch một đường trên không, chiêu thứ 5 trảm đạo và sức mạnh cấm kỵ đều được cậu dung nhập vào bên trong. Một kiếm là Vạn Lưu Quy Tông, một loại kiếm pháp trong Vô Thượng Kiếm Điển. Kiếm pháp ấy sẽ dung hợp hết tất cả sức mạnh và phát huy ra một kích mạnh nhất. Kiếm quang như điện, gã áo vàng vung quyền bỗng dưng cứng đờ, sau đó nửa người trên của gã đổ xuống, hóa ra cả cơ thể và Thanh Đồng Thần Y đều bị một kiếm của Ngô Bình chém làm đôi. Một kiếm kia chẳng những chém đôi người gã, còn giết chết thần hồn của gã. Điền Mỹ Mỹ thấy vậy thì kinh ngạc bụng lấy cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt xinh đẹp trợn to, nhìn Ngô Bình bằng ánh mắt tràn ngập sùng bái. Trong lòng Lăng Bộ Phi cũng hoảng sợ, hít ngược, một hơi, nghĩ bụng mạnh thật. Ngô Bình lạnh lùng lột Thanh Đồng Thần Y xuống khỏi người đối phương, lại phát hiện nó chẳng mấy chốc đã dung hợp thành một, chỉ là ánh sáng bên ngoài đã ảm đạm hơn rất nhiều. Mạc Hàn đứng dậy, kinh ngạc ngó thần y nói, cứ lần nào sử dụng Thanh Đồng Thần Y thì sức mạnh của nó sẽ yếu đi lần đó. Thứ này ít nhất đã dùng mười mấy lần nên sức mạnh chỉ còn lại 3-4%. Không thì, một kiếm kia của anh sẽ khó mà giết chết được gã. Ngô Bình cảm thấy thần y này khá tốt bèn hỏi, làm cách nào thì Thanh Đồng Thần Y này mới khôi phục sức mạnh? Mạc Hàn, thứ đó không thuộc về thế giới này nên tôi cũng không rõ. Có điều, nếu thần y có thể để nguyên hơn 10 thì chắc cũng sẽ khôi phục một chút sức mạnh. Ngô Bình gật đầu, ném thứ này vào không gian chữ vật của mình. Trong không gian chữ vật còn có rất nhiều thứ khác, chẳng hạn như mảnh nhỏ cấm kỵ cậu vừa gom được. Những mảnh nhỏ cấm kỵ kia dường như có một sự cảm ứng nào đó với Thanh Đồng Thần Y, đồng loạt bay lên rồi nhanh chóng lao về phía nó. Mỗi một mảnh nhỏ đập lên trên Thần Y đều để lại một ký hiệu huyền ảo. Cuối cùng, khi tất cả mảnh nhỏ hòa vào bên trên thì đã có chỉ chít các ký hiệu tỏa ra ánh sáng thần thánh. Ngô Bình có thể cảm giác được sức mạnh của Thanh Đồng Thần Y đã khôi phục, hơn nữa còn mạnh hơn lúc ở trạng thái đỉnh gấp 10 lần hoặc nhiều hơn thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cậu bình tĩnh hỏi Mạc Hàn, vết thương không sao chứ? Mạc Hàn ho khan vài tiếng nhàn nhạt đáp, tôi không sao, cảm ơn đã ra tay giúp đỡ. Người này nói xong bèn đi về phía xa, có vẻ cũng không muốn ở chung với đám Ngô Bình. Lăng Bộ Phi nói, cô Mạc đang bị thương, hay là đi chung với chúng tôi đi? Bước chân Mạc Hàn khựng lại, nhàn nhạt đáp, không cần. Cô ta nói xong bèn đi về phía trước rồi nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Lăng Bộ Phi lắc đầu, y như trong lời đồn vậy, tính cách của cô ta kỳ lạ ghê. Điền Mỹ Mỹ hừ một tiếng, có gì hơn người chứ? Nếu không phải sư huynh ra tay thì cô ta đã bị đánh chết từ lâu rồi. Ngô Bình không nói gì, nhặt đồ vật trên xác chết rồi tiếp tục lên đường. Sau khi đi được một đoạn, họ đã đi ra khỏi lùm cỏ ít dấu chân người và tiến vào một vùng thảo nguyên. Mà cách đó không xa là một khu rừng rậm viễn cổ. Giờ phút này, đằng trước khu rừng tụ tập hơn 100 người. Bọn họ túm năm tụm ba như đang bàn bạc cái gì đó. Trong đó cũng có nam tu đầu nhọn, 5 người khác đều đi theo bên cạnh gã. Điền Mỹ Mỹ nhìn thấy họ thì vẫy tay chào hỏi, nữ sinh kia cũng vẫy tay với cô ta ý bảo họ đến. Nhưng Điền Mỹ Mỹ lại lắc đầu, bảo đối phương gia nhập vào đội ngũ của mình. Chỉ là... cô gái kia lại lắc đầu từ chối, xem ra đối phương cũng không có thay đổi quyết định. Điền Mỹ Mỹ thở dài, lẩm bẩm, một đám ngốc, chẳng biết nhìn gì cả. Bấy giờ, Lăng Bộ Phi cũng nói, anh Ngô, bọn họ đều ổ đội theo lệ thường. Bởi vì cấm địa thượng cổ đầy rẫy nguy hiểm, mọi người mà tổ đội thì có thể làm giảm sát. Xuất tử vong xuống. Ngô Bình cũng không cho là đúng, cậu biết nếu người đi vào đây có thực lực yếu thì sẽ trở thành đá kê chân cho người khác. Vì vậy, cậu bèn nói, cô Mặc kệ tôi, cứ gia nhập họ đi. Lăng Bộ Phi cười nói, có anh Mô thì tôi không cần phải tham gia vào bất cứ đội ngũ nào. Điền Mỹ Mỹ dùng sức gật đầu, đúng vậy, sư huynh lợi hại nhất. Có sư huynh ở đây thì chúng ta không cần tham gia chung với họ. Một kiếm ban nãy của Ngô Bình khiến trong lòng hai cô run rẩy, dâng lên một sự lạnh lẽo từ tận đáy lòng. Thậm chí, hai cô còn cảm thấy mọi người có mặt ở đây. Cộng lại chắc cũng chẳng phải đối thủ của Ngô Bình. Lúc này, một người đàn ông có dáng người cao to bước tới. Anh ta có khuôn mặt anh Tuấn, mặt mày cười tươi nói, cô Lăng có muốn gia nhập vào đội của chúng tôi không?
sau lưng có 7 người đi theo, đó chắc hẳn là đội ngũ theo như lời anh ta. Lăng Bộ Phi vô thức lùi lại theo bản năng, vô cùng khách sáo từ chối, anh Dương, tôi và bạn của tôi thích hành động một mình, lần sau lại hợp tác nhé. Anh Dương kia liếc Ngô Bình một cái rồi cười bảo, anh bạn này nhìn lạ mặt ghê, là đệ tử của tiểu viện hả? Tiểu viện là cách gọi khinh bỉ của những tu sĩ đến từ tiên giới dành cho học viện hoàng gia. Ở trong mắt họ, học viện hoàng gia chẳng có tu sĩ nào ra hồn, mỗi lần tiến vào cấm địa thượng cổ một là không gặt hái được gì, hai là chết ở bên trong. Điền Mỹ Mỹ không hiểu ý nghĩa của tiểu viện còn sửa đúng cho đối phương, chúng tôi không phải tiểu viện gì, chúng tôi đến từ học viện hoàng rồ. Ai biết câu ấy vừa được nói ra, anh Dương và chúng tu sĩ đằng sau anh ta đều cười to, tiếng cười đầy vẻ khinh bỉ và chế nhạo. Ngô Bình không nói gì, lạnh lùng nhìn đám người kia. Cậu biết giờ có nói cái gì cũng sẽ bị đối phương chế giễu ác liệt hơn, đã thế thì cứ dùng thực lực vả mặt họ. Điền Mỹ Mỹ tức giận đến mức đau xốc hông, cả giận các người cười cái gì. Anh Dương kia nhìn về phía Điền Mỹ Mỹ, vẻ xinh đẹp dễ thương của cô ta lại khiến anh ta rung động, cô bé. Em có thể tham gia vào đội ngũ của chúng ta này. Mọi người trong tổ chúng tôi đều là thiên tài của những tông giáo lớn nên sẽ bảo vệ em. Trái lại, nếu em đi theo tên rác rưởi đến từ tiểu viện kia thì e rằng không sống nổi một ngày mất. Điền Mỹ Mỹ hứ một tiếng, ai thèm các anh, Ngô sư huynh của tôi rất lợi hại, còn lợi hại hơn cả các anh. Câu nói đó có chút trẻ con nhưng lại có thể thấy được niềm tin của cô ta với Ngô Bình. Vị Dương đạo hữu đó lắc đầu, đáng tiếc, người đẹp. Như cô đã sắp phải chết thảm. Một nam tu gầy, thấp, mắt tam giác, mày sụp, răng lổm chổm đứng sau lưng anh ta, cười và nói với Điền Mỹ Mỹ, em gái, đi với các anh đi, nhất định các anh sẽ bảo. Về em, Ngô Bình không muốn xảy ra xung đột không cần thiết với những người này, nhưng mấy người này lại không ngừng hạ thấp và chế giễu cậu, ánh mắt cậu càng lúc càng lạnh lùng. Cách đó không xa. Nhóm người của tên đầu nhọn đang đứng vòng tay chờ xem náo nhiệt, anh ta nói với mấy người đó với bộ dạng cười trên nỗi đau của người khác, tôi biết người đó, anh ta tên Dương Hùng, thế tử của Hoàng Kim Thế Gia Ảng Hai, sao học viện Hoàng gia chúng ta có thể chọc đến được. Các cậu chờ xem đi, tên nhóc không biết trời cao đất dày này sẽ tiêu đời ngay thôi. Điền Mỹ Mỹ nghe anh ta nói kiểu khinh thường thì càng thêm tức giận, nói, khốn nạn, đi bảo vệ mẹ mày. Đi, ánh mắt tên mắt tam giác lạnh hẳn đi. Anh ta sải bước tiến về phía Điền Mỹ Mỹ rồi đưa tay ra định bắt lấy cô ta. Lúc tên mắt tam giác sắp sửa tóm được Điền Mỹ Mỹ thì một lồng kiếm quang vụt qua, tu sĩ mắt tam giác cảm thấy cánh tay nhẹ tênh, nửa cánh tay của anh ta đã bị chém rơi xuống đất, máu tươi phụt ra. Anh ta đau đớn thét lên, ôm cánh tay lùi về sau. Tu sĩ đầu nhọn ngơ ngác, sau đó mắt sáng lên, anh ta hứng thú nói, anh ta dám động đến người của Dương Hùng thì chết chắc rồi. Quả nhiên Dương Hùng nổi giận đùng đùng, vung tay phải lên, một cánh tay lớn được vô số phù văn màu đen ngưng tụ thành xuất hiện trên không trung, bên ngoài có 3 vòng tròn máu bao quanh, trong vòng tròn máu có vô số tiếng khóc ai oán từ những oan hồn khiến người nghe phải rợn tóc gáy. Khi Ngô Bình nhìn thấy cánh tay khổng lồ sắp sửa đánh về phía mình thì một thanh kiếm màu tím liền xuất hiện trong tay cậu. Thanh kiếm dài trăm trượng, một đầu chỉ thẳng lên trời, trên kiếm có 12 ngôi sao băng bao quanh. Ánh sáng của chúng kết hợp thành trận phá pháp. Cảnh tượng đó khiến người xem đều phải ngỡ ngàng, tu sĩ đầu nhọn lẩm bẩm, đấy là gì? Phá! Ngô Bình hét nhẹ một tiếng, thanh kiếm khổng lồ rung chuyển, chém về phía trước. Thanh kiếm này có khả năng phá pháp, dường như trên kiếm có vô số sấm chớp không ngừng đánh với những chòm sao lấp lánh giữa hư không. Rắc rắc! Cánh tay bằng phù văn màu đen vỡ vụn, tu sĩ họ Dương rên rỉ khó chịu. Lùi nhanh lề sau, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Ngô Bình lạnh lùng liếc nhìn anh ta, nói, bây giờ hay nói cho tôi biết, ai mới là phế vật. Tu sĩ họ Dương vừa kinh ngạc vừa tức giận, nhưng sức mạnh của Ngô Bình khiến anh ta không dám cãi lại, chỉ dành liên tục lùi về sau đó nghiến răng nói, anh bạn, lúc này là do chúng tôi không phải, mong anh rộng lượng, đừng so đo với chúng tôi. Mặt tu sĩ đầu nhọn đan xen nhiều cảm xúc, miệng đắng nghét. Anh ta biết mình đã nhìn nhầm, đánh mất cơ hội có được chỗ dựa tốt, mấy người bên cạnh anh ta vô cùng kinh ngạc, ai cũng tâm trạng rối bời. Ngô Bình lạnh lùng nói, tự chặt một cánh tay thì sẽ tha chết cho anh. Giọng nói đầy bá đạo và vô tình của cậu mà Điền Mỹ Mỹ lại thấy hay lạ thường, cô ta nhỏ nhẹ nói, còn không mau lên. Đợi sư huynh tôi chém chết anh sao? Dương Hùng đẳng lòng,
Anh ta lấy ra một món đồ, nói, bạn Ngô, có thể dùng thứ này đổi lấy cánh tay của tôi được không? Ngô Bình nhìn thật kỹ, đó là một quả dưa vàng to bằng nắm tay, trông rất đẹp, trên mặt quả dưa vàng có phù văn kỳ lạ, có vẻ rất lâu đời. Cậu đưa tay ra lấy, quả dưa vàng bay vào tay cậu, cậu nhìn qua rồi bình thản nói, cút đi. Dương Hùng như chút được gánh nặng, bỏ chạy thật nhanh, những người bên cạnh anh ta cũng bỏ đi hết, chỉ sợ Ngô Bình sẽ ra tay với họ. Nữ tu bên cạnh tu sĩ đầu nhọn chạy lúc xúc qua, cười, nói, Ngô sư huynh thật lợi hại, giúp học viện hoàng gia của chúng ta nở mặt rồi. Điền Mỹ Mỹ đắc ý nói, Tiểu Kiều, thấy sao hả? Có phải tôi giỏi nhìn người hơn không? Nữ tu đó mặt tròn, tóc ngắn, khá xinh đẹp, cô ta nói với vẻ ngại ngùng, tôi vừa mới đến nên chưa hiểu chuyện. Điền Mỹ Mỹ liền giới thiệu với Ngô Bình, sư huynh, cô ấy tên Hồ Tiểu Kiều. Chúng tôi vào học viện cách nhau một tháng, là bạn tốt của nhau. Ngô Bình ừ một tiếng, cậu bay lên không trung, quan sát sơ địa hình xung quanh sau đó lấy tấm bản đồ tình cờ có được ra. Cậu phát hiện trên tấm bản đồ có hai vị trí được đánh dấu đều nằm trong rừng sâu, trong đó một điểm là màu xanh, điểm còn lại là màu trắng. Cậu suy nghĩ một lúc rồi đáp xuống lại chỗ cũ, nói với mấy người ở đó, tôi phải vào rừng thăm dò, mọi người muốn đi thì hãy theo tôi. Mấy người họ đều tin tưởng vào thực lực của Ngô Bình nên đương nhiên ai cũng gật đầu đồng ý. Ngô Bình đi vào rừng sâu theo chỉ dẫn trên bản đồ. Ngô Bình đến bìa rừng thì bỗng dừng lại. Cuối cùng lúc này cậu cũng cảm nhận được sự khác biệt giữa cấm địa thượng cổ và thế giới bên ngoài. Bí lực ở đây nhiều gấp mấy trăm lần ở thế giới bên ngoài. Điểm khác biệt nằm ở chỗ cậu có thể cảm nhận được bí lực cấp thần và bí lực cấp huyền khá ít. Ngoài ra, pháp tắc và đại đạo ở hai bên cũng không giống nhau. Pháp tắc ở cấm địa thượng cổ thâm hậu và nặng nề hơn. Dường như những người khác cũng có cảm nhận tương tự, ai cũng tập trung cảm nhận. Cảm nhận đầu tiên về đại đạo ở một thế giới khác rất quan trọng, đại đạo và pháp tắc lạ sẽ gột rửa toàn thân. Có một số đại năng gọi quá trình này là thánh xúc. Thánh xúc tốt nhất có thể khơi thông một đạo mạch mới trong cơ thể, không thể xem thường đạo mạch này, nó là thứ được sinh ra từ sự giao hợp pháp tắc của hai thế giới. Đạo mạch càng rộng, số lượng càng nhiều chứng tỏ hiệu quả thánh xúc càng tốt. Đấy là giọng của Phương Lập, ông ta cảm nhận được khí tức của đại lục thánh cổ ngày xưa thì toàn thân thoải mái nên đồng thời cũng nhắc nhở Ngô Bình. Nói đến thánh xúc, Ngô Bình giật mình, trong những nội dung mà Mộc Băng Thiền viết cho cậu, có một trang chuyên miêu tả về thánh xúc. Lần đầu tiên thanh tử vào đại lục thánh cổ cũng giống như mấy người Ngô Bình, cũng sản sinh thánh xúc. Hiệu quả thánh xúc của cô ta không tồi. Trong vòng 3 ngày đã tạo ra 6 đạo mạch cấp huyền. Trước cô ta, những người có thánh xúc khác nhiều lắm cũng chỉ tạo ra được 5 đạo mạch, lợi hại hơn là toàn bộ đạo mạch của cô ta đều là huyền cấp. Đạo mạch cao cấp nhất được thánh cấp tạo ra là đạo mạch thánh cấp, sau đó là huyền cấp, sau đó nữa là đạo mạch tử cấp, hoàng cấp, bạch cấp, được gọi tắt là thánh mạch, huyền mạch, tử mạch, hoàng mạch và bạch mạch. Đạo mạch mà người có thánh xúc tạo ra được nhiều nhất là đạo mạch bạch cấp. Đạo mạch này nhỏ và yếu, không chịu nổi sức mạnh lớn, nhưng phần lớn người có tư chất đều có thể khơi thông được đạo mạch này. Hoàng mạch thì khó hơn, trong tất cả những người có thánh xúc, chỉ có một phần ngàn người là có được hoàng mạch. Những người có được thánh xúc là những người có thực lực và tư chất không hề kém, nhưng dù là như vậy, thì cũng chỉ có một phần ngàn trong số họ có thể khơi thông được hoàng mạch, điều này chứng tỏ độ khó của việc tạo ra hoàng mạch rất cao. Hoàng mạch đã khó. Tử mạch lại còn khó hơn mười mấy lần, chỉ có một phần vạn người trong số họ có thể có tử mạch. Thanh tử có tư chất hơn người nên cuối cùng đã có được 6 đạo huyền mạch. Có điều, sau đó thanh tử lại cho rằng lúc thánh xúc mình đã chuẩn bị chưa kỹ, nên đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Sau này cô ta nghiên cứu sâu hơn, dựa theo kinh nghiệm của người xưa, sáng tạo ra một pháp môn có thể nâng cao hiệu quả thánh xúc. Pháp môn đó không có tên, nhưng hiệu quả lại rất tuyệt vời. Thanh tử từng dùng cách thô sơ nhất để chỉ một số người thánh xúc có tư chất bình thường nhưng kết quả lại khiến họ dễ dàng có được hoàng mạch, thậm chí là tử mạch. Lúc này, toàn bộ những phương pháp đó đều xuất hiện trong đầu Ngô Bình, cậu đột ngột mở mắt ra, nói với mọi người, đấy là thánh xúc, cơ hội hiếm gặp, mọi người đi theo tôi. Cả hàng người đi vào rừng, sau khi đi được 100 dặm thì Ngô Bình tìm một chỗ bằng phẳng, địa hình đơn giản rồi thi triển sức mạnh cấm kỵ. Mượn chân phù để bố trí pháp trận cấm kỵ xung quanh. Trận pháp cấm kỵ này đủ để bảo vệ họ không bị dã thú hoặc các tu sĩ khác làm phiền. Sau đó,
cậu dọn dẹp một khu vực rộng tầm 10 mẫu, rồi nghiêm túc nói với mọi người, tôi không có thời gian giải thích quá nhiều, bây giờ tất cả hãy làm theo lời tôi. Ba người phụ nữ đều gật đầu, bây giờ Ngô Bình là người đáng tin cậy nhất của họ, dĩ nhiên cậu nói gì thì là cái đó. Ngô Bình nói, lấy vải đen che mắt lại để ngăn cách mọi tầm nhìn, lấy gì đó nhét vào tai để ngăn chặn mọi âm thanh, để tâm trí hoàn toàn thư giãn, mở rộng trái tim, không loại trừ thế giới này. Cho dù mọi người không làm được cũng phải cố gắng thử, chỉ cần thử chắc chắn sẽ có kết quả. Nghe Ngô Bình nói thế, mọi người đều gật đầu rồi đi làm theo những gì cậu nói. Ngô Bình hít sâu một hơi, cậu ngồi khoanh chân lại trên một hòn đá tròn, mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền, mọi thứ đều trống rỗng. Muốn làm được điều này khá khó, nhưng rất nhanh trong đầu cậu đã xuất hiện tất cả các phương pháp liên quan. Thế nên cậu gần như nhập định ngay lập tức, bước vào một cảnh giới vô ngã vô vật, dường như bản thân đã trở thành một phần của thế giới và vũ trụ này. Đúng lúc này, quả dưa vàng trên người Ngô Bình bỗng phóng ra ánh sáng vàng, tạo thành một đài sen vàng trên tảng đá tròn, trên đài sen có những phù văn kỳ lạ, một ngôi tòa tháp vàng xuất hiện trên đầu Ngô Bình. Tòa tháp vàng liên tục hấp thụ khí tức đại đạo của trời đất, sau khi được tôi luyện, nó được đưa vào cơ thể Ngô Bình, trong lúc Ngô Bình không hay biết đã mở ra đạo mạch. Lúc này ngũ uẩn của Ngô Bình đều trống rỗng, ở trạng thái không linh. Thời gian trôi qua từng chút, mặc dù Hồ Tiểu Kiều rất cố gắng nhưng cũng không quên mình quên vật, 10 phút sau cô ta mở mắt ra, cảm thấy hơi tiếc nuối, hai đạo mạch đã được mở ra trong người cô ta, một mạch vàng, một mạch trắng. Sau đó cô ta nhìn thấy cảnh tượng xảy ra với Ngô Bình, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. Vài phút sau, Điền Mỹ Mỹ cũng mở mắt ra, cô ta nở nụ cười, cô ta đã thành công khai mở ba đạo mạch, trong đó có hai đạo mạch là mạch vàng, một là mạch tím. Sau đó cô ta cũng ngạc nhiên nhìn Ngô Bình giống như Hồ Tiểu Kiều. Lăng Bộ Phi kiên trì lâu nhất, kéo dài khoảng nửa tiếng. Mặc dù chỉ có nửa tiếng đồng hồ nhưng cô ta đã thu hoạch được rất nhiều, trên môi nở nụ cười. Lần này trong cơ thể cô có thêm 4 đạo mạch, trong đó có 2 đạo mạch là mạch tím, 2 đạo mạch là mạch vàng. Ba người phụ nữ nhìn nhau, vẻ mặt ai cũng khác. Mặc dù họ không biết tác dụng thật sự của mấy đạo mạch này nhưng bản năng mách bảo đạo mạch cực kỳ quan trọng. Lăng Bộ Phi nhìn Ngô Bình đang được bao quanh bởi ánh sáng màu vàng, cảm thán, đúng là người này. Giỏi, còn có người giỏi hơn, nhìn dáng vẻ của anh Ngô chắc là anh ấy thu hoạch được nhiều hơn chúng ta gấp hàng trăm hàng nghìn lần. Mắt Điền Mỹ Mỹ sáng rực nói, sư huynh giỏi quá, không biết sự thay đổi của chúng ta sẽ được gì nhỉ? Lăng Bộ Phi ngẫm nghĩ rồi nói, tôi nghe nói mỗi tu sĩ bước vào cấm địa thượng cổ đều có cơ hội nhất định để thay đổi, cuối cùng tiến hóa. Nhưng thật ra số lượng đột biến của hầu hết các tu sĩ là rất nhỏ. Nhưng cũng có, 2-3% số người trong đó sẽ có sự thay đổi rõ ràng nhất là mở được dị mạch trong cơ thể. Nghe cô ta nói thế. Điền Mỹ Mỹ mở to mắt, chị Phi, là mạch xuất hiện trong người em đấy sao? Lăng Bộ Phi khẽ gật đầu, trong cơ thể tôi cũng có, hơn nữa không chỉ có một. Nghe nói dị mạch xuất hiện càng nhiều thì thành tựu sau này càng cao. Mấy cô gái lập tức nhìn Ngô Bình đang được ánh sáng vàng bao bọc, cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa kinh hãi, người này sẽ mở được bao nhiêu dị mạch? Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng. Ngô Bình vẫn không nhúc nhích. Nhưng ánh sáng vàng bên ngoài ngày càng dày đặc, tựa như sức mạnh đại đạo của cả cấm địa thượng cổ đang tụ lại, bị hút vào trong tòa tháp. Ba người phụ nữ không biết lúc này Phương Lập trong không gian chứa đồ mở to mắt nhìn chằm chằm vào một tấm gương. Tấm gương là một món pháp bảo của ông ta, thông qua hình ảnh phản chiếu của tấm gương, ông ta có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài không gian chứa đồ. Lúc này ông ta đang níu chặt lấy Ngô Bình, răng phát ra tiếng lách cách như có vẻ phấn khích cực độ. Nếu ông ta vẫn còn thân xác thì chắc chắn sẽ kích động đến mức cả người run rẩy, có thể là mất khống chế. Đây là những bảo vật do cấm kỵ chí cao biến hóa thành, tháp thiên mệnh và cửu liên đài, sao nó lại xuất hiện ở đây, ông ta như nghĩ đến điều gì, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng và mừng rỡ. Cùng lúc đó, linh hồn của Ngô Bình dường như đã rời khỏi cơ thể, lơ lửng ở cách đó không xa, nhìn thân xác mình. Nhưng đây không phải là linh hồn của cậu, mà là bản ngã của cậu. Không có trí tuệ, không có ý thức, mọi động cơ đều đến từ bản năng. Thế nhưng Ngô Bình lại dựa vào phương pháp được thanh tử truyền dạy để gieo một tia trí tuệ vào bản ngã, làm cho bản ngã có được trí tuệ và lý trí, từ đó có thể tự chỉ dạy mình.
Sau đó Ngô Bình lại trải qua mấy giai đoạn nữa, mỗi giai đoạn đều làm theo cách của Thanh Tử đạt đến mục tiêu cậu muốn. 6 tiếng đồng hồ sau, vầng sáng bên ngoài cơ thể Ngô Bình dần biến mất, cuối cùng tòa tháp hóa thành một tia sáng đi vào biển ý thức của Ngô Bình, còn đài sen đó bị ném vào trong biển khí đan điền của Ngô Bình. Lúc này Ngô Bình cũng hồi phục ý thức, cậu mở mắt ra thì thấy ba người phụ nữ đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt đầy vẻ mong đợi. Hắn cảm nhận được trong người mình có thêm 12 đạo mạch, một đạo mạch trong đó nằm ở não kết nối với thần hồn của cậu, đầu còn lại kết nối với các bí khiếu lớn và kinh mạch của cơ thể. Quan sát kỹ lại thì trong thần hồn của cậu có tòa tháp 12 tầng, còn những nhánh của đạo mạch thông nối với tòa tháp. Đạo mạch này giống như ngọc trắng, trên thành mạch có phù văn màu xanh huyền bí, vô cùng chắc chắn. Sự xuất hiện của nó làm cho Ngô Bình điều khiển cơ thể của mình đến một mức độ chưa từng có, khiến cho mọi tế bào, mọi cơ bắp, từng sợi lông tơ trong cơ thể cậu đều có trí tuệ và khả năng tu luyện độc lập. Đạo mạch thứ hai có màu như màu vàng kim, trên thành mạch còn có phù văn màu đỏ huyền bí. Đạo mạch này phân ra thành vô số mạch nhánh, nối liền với tất cả các bí khiếu và kinh mạch, đầu còn lại xuyên vào biển khí đan điền của cậu. Ở đây có một đài sen chín màu, tỏa ra hàng tỷ hào quang, hàng ngàn màu sắc sặc sỡ, đẹp mắt. Mạch nhánh của đạo mạch thứ hai này cũng liên kết với đài sen chín màu. Ngoài hai đạo mạch mạnh nhất, huyền bí nhất này, trong người vẫn còn 10 đạo mạch, đều tràn đầy năng lượng, đại đạo gầm vang bên trong, ma lực thần bí lưu chuyển mặt ngoài. Lúc này Phương Lập đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc, run giọng nói, chủ nhân. Ngô Bình hơi sửng sốt, ông gọi tôi là chủ nhân. Phương Lập mừng rỡ nói, sau này cậu là chủ của tôi, xin chủ nhân thu nhận. Tiền bối, tại sao lại thế này, Ngô Bình rất thắc mắc. Phương Lập kích động, xin chủ nhân thành toàn. Mặc dù Ngô Bình cảm thấy bất ngờ nhưng thấy ông A kiên định như vậy, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đồng ý với ông ta, được thôi. Phương Lập mừng rỡ, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Không chỉ mở được hai thánh mạch, mà còn mở được 10 huyền mạch. Nghe thế Ngô Bình cũng rất ngạc nhiên, ý ông là trong người tôi có hai thánh mạch à? Phương Lập nói, đúng thế thưa chủ nhân, hai thánh mạch. Từ xưa đến nay, mặc dù cũng có người mở được thánh mạch, nhưng chỉ có một, chưa từng có ai mở được hai thánh mạch như chủ nhân cả. Ngoài ra, 10 huyền mạch của chủ nhân cũng không hề tầm thường, giá trị tổng hợp của chúng thậm chí còn hơn cả một thánh mạch. Lúc này, khi Ngô Bình nhìn thấy cả ba cô gái đều đang nhìn về phía mình thì dùng thần niệm nói vài câu với Phương Lập rồi bắt đầu hỏi thăm tình hình các ba người phụ nữ. Cậu biết được họ đều có thu hoạch thì khen họ làm rất khá. Thật ra trong quá trình thánh xúc, cậu dựa theo phương pháp của Thanh Tử, trải qua 5 quá trình. Có điều, cả 5 quá trình đều được hoàn thành trong bất ngờ, đến giờ cậu mới có thể hồi tưởng lại nhưng vẫn còn chút mơ hồ. So ra thì cậu không thể nào cùng lúc chỉ dẫn cho ba cô gái nên thành tựu của họ không thể nào bì được cậu, có điều họ cũng không phải kém, vì dù gì có thể khơi thông mạch thì đã không tồi rồi. Bao lâu rồi, cậu hỏi. Lăng Bộ Phi, khoảng 3 canh giờ. Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, nghỉ ngơi một lát, ăn chút đồ ăn. Mấy người phụ nữ đều chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, thi nhau lấy ra chia. Điền Mỹ Mỹ còn lót một tấm thảm trên đất rồi bày đủ thứ thức ăn ngon lên. Ngoài mặt Ngô Bình đang cùng ba cô gái ăn uống, nói chuyện, nhưng thực ra cậu lại đang liên tục nói chuyện với Phương Lập. Có phải ông có chuyện gì giấu tôi không? Trực giác của Ngô Bình nói cho cậu biết nhất định lúc nãy đã có chuyện gì đó xảy ra, nếu không thì người tỉnh danh như Phương Lập cũng sẽ không tự dưng lại gọi cậu là cậu chủ. Phương Lập chớp mắt, nói trước đây cậu chủ có được một quả dưa vàng, nó vẫn còn đấy chứ. Ngô Bình giật mình. Nhìn sang túi chứa đồ thì phát hiện quả dưa vàng đã không thấy đâu nữa. Phương Lập giải thích, quả dưa vàng đó là bảo khí mà các đại năng dùng để cất giữ báu vật. Lúc nấy cậu chủ vô tình khởi động bảo khí đó, đánh thức hai bản nguyên pháp bảo cấm kỳ tối cao được phong ấn bên trong. Ngô Bình giật mình, pháp bảo cấm kỳ tối cao sao? Phương Lập vội đáp, cậu chủ hiểu lầm rồi, là bản nguyên của pháp bảo. Sau này cậu chủ còn phải không ngừng thu thập báu vật trong nhân gian và thường xuyên tôi luyện nó thì mới có cơ hội biến nó thành pháp bảo cấm kỳ thật sự. Mặc dù nói như vậy nhưng Ngô Bình vẫn cảm thấy khó tin, mặc dù tên họ Dương có được thứ này nhưng lại không thể khởi động nó, tại sao chứ? Phương Lập, nếu không phải người thật sự có duyên thì sẽ không thể gặp được vật báu thế này, cũng không thể khởi động được đớ. Ngô Bình, Phương Lập, mở được đạo mạch có lợi gì có việc tu hành của tôi?
cực kỳ có ích, Phương Lập vội nói trắng ra thì đó là hiện tượng phản tổ. Ông ta giải thích sâu hơn cho Ngô Bình, lúc đầu, một nhóm người rời khỏi đại lục thánh cổ, đến môi trường mới sinh sống, sinh con đẻ cái qua bao đời, thể chất sớm đã khác với năm xưa. Giờ quay về lại môi trường ban đầu nên những thứ tiềm ẩn trong huyết mạch cũng sẽ xuất hiện trở lại. Trên thực tế, tu sĩ ở đại lục thánh cổ vừa sinh ra thì đạo mạch đã tự thức tỉnh, đối với họ mà nói, đạo mạch có cấp bậc càng cao, số lượng càng nhiều thì tư chất sẽ càng tốt. Mấy người Ngô Bình thì lại khác với những người được sinh ra ở đại lục thánh cổ, lúc đầu đạo mạch của họ bị ẩn, mãi đến sau khi thánh xúc mới thức tỉnh lại. Vì vậy ý nghĩa của quá trình này giống như việc đạo mạch của những người ở đại lục thánh cổ từ nhỏ đã được thức tỉnh, đều vô cùng quan trọng, hơn nữa cả đời chỉ có một lần cơ hội. Ngô Bình ăn no xong thì tiếp tục tu luyện kiếm thứ 6 của Trảm Đạo Thập Tam Kiếm, kiếm này màu xanh đậm, có thể giáng tai họa cho kẻ địch, tạo ra tam tai bát nạn. Đương nhiên, việc tu hành kiếm thứ 6 khó gấp nhiều lần kiếm thứ 5, vì sự tồn tại của kiếm thứ 5 khiến kiếm này rất khó luyện thành. Kiếm thứ nhất của Trảm Đạo Thập Tam Kiếm rất mạnh nhưng mỗi khi luyện thêm được một kiếm thì giữa các kiếm sẽ gia tăng uy lực cho nhau. Chẳng hạn bây giờ Ngô Bình luyện được tổng cộng 6 kiếm, vậy sau kiếm này hỗ trợ nhau, sẽ khiến cho uy lực của mỗi kiếm đạt đến mức 21 lần so với kiếm đầu tiên. Lúc bắt đầu luyện kiếm, Ngô Bình mất chưa đến nửa tiếng thì đã luyện thành giáng tai kiếm. Kiếm này vừa được xuất ra thì trên kiếm thất tinh long uyên của Ngô Bình liền xuất hiện một luồng tai khí. 12 đạo mạch đúng là không tầm thường, thời gian tu luyện kiếm thứ 6 của tôi đã được rút ngắn rất nhiều. Cậu cười, lần đầu tiên cảm nhận được lợi ích của việc khơi thông được đạo mạch. Phương Lập, cậu chủ đã khơi thông được đạo mạch, hơn nữa cũng đã có được loại truyền thừa cấp thần thánh thứ nhất. Sau này cậu chủ không cần phải tham nhiều, cứ khai thác uy lực của thất tinh trảm đạo đồ thật nhiều là được. Theo những gì Mộc Băng Thiền nói thì những truyền thừa và công pháp này có khác biệt. Nó giống với nền móng của công trình hơn. Còn việc Ngô Bình muốn xây dựng công trình thế nào trên nền móng này thì phải xem khả năng phát huy của bản thân Ngô Bình. Cậu nghĩ đến kiếm phổ vô thượng mình mới lĩnh ngộ được, cũng như những công pháp mà trước đây cậu u luyện được, không biết có thể dung hợp hết toàn bộ chúng vào truyền thừa thất tinh trảm đạo không? Ngô Bình đang suy nghĩ thì đột nhiên giật mình, có người xông vào trận pháp cấm chế mà cậu đã bố trí, chắc giờ đang ở trong trận. Cậu lướt người. Lập tức xuất hiện ở mép trận pháp. Cấm kỵ, ngước mắt nhìn qua thì thấy tu sĩ tên Mạc Hàn người đầy máu, bước đi loạng choạng, đã bị trận pháp cấm địa của cậu giữ chặt. Trận pháp cấm kỵ này liên tục sinh ra sức mạnh làm mục ruống, cô ta bị nó tác động, da rẻ bắt đầu thối rữa, vẻ mặt đau khổ. Lúc này, rõ ràng Ngô Bình đang ở gần đó nhưng cô ta lại không nhìn thấy, thì ra Ngô Bình đã cài thêm huyễn trận bên trong trận pháp cấm kỵ. Bên ngoài trận pháp, ba tu sĩ đang lạnh lùng nhìn về phía cô ta, dường như đang đợi cô ta ra ngoài. Mạc Hàn rơi vào đường cùng, ánh mắt trở nên đầy tuyệt vọng, cô ta quyết định không giằng co nữa, ngồi bệt xuống đất, sau đó bụng mặt khóc hu hu. Mặc dù cơ thể đã thay đổi nhưng suy cho cùng cô ta vẫn là một cô gái, lúc này đứng trước chuyện sinh tử, không thể tránh khỏi chuyện phải bật khóc. Bỗng dưng, cô ta cảm thấy có người đứng trước mặt mình, ngẩng đầu lên thì thấy Ngô Bình. Đừng khóc nữa. Đi theo tôi, Ngô Bình kéo lấy tay cô a. Trong lúc tuyệt vọng, đột nhiên có được hy vọng, cô ta vô cùng xúc động nên đã ngây người ra, mặc cho Ngô Bình kéo mình đi, ra khỏi trận pháp cấm kỵ. Lúc đến được nơi an toàn, Ngô Bình vung tay, thu lại sức mạnh cấm kỵ trên người đối phương, tình trạng thối rữa trên người Mạc Hàn cũng theo đó biến mất. Cô ta nhanh chóng khôi phục lại trạng thái trước đó. Mạc Hàn nói, cảm ơn anh, cô ta lớn thế này rồi, hiếm khi nói cảm ơn người khác. Đây là một trong số ít những lần đó. Ba người bên ngoài đang đuổi theo cô sao? Ngô Bình hỏi. Mạc Hàn liếc nhìn về phía xa rồi nói với ánh mắt lạnh lùng, tôi đã tìm thấy một bảo bối trong rừng, bọn họ bám giết không tha, tôi không phải đối thủ của họ, lúc sắp bị bắt, tôi đã chạy vào trận để tự bảo vệ mình. Ai ngờ uy lực của trận pháp lại mạnh đến thế, suýt chút nữa tôi đã chết bên trong rồi. Ngô Bình, lúc nãy chúng tôi tu luyện ở đây, vì vậy. Đã bố trí trận pháp xung quanh, không ngờ lại có người. Xông vào. Lúc này bên ngoài có người cao giọng nói, người bạn bên trong, giao cái tên nam không ra nam nữa không ra nữ đó ra đây, chúng tôi sẽ đi ngay, nếu không thì sẽ không xong với chúng tôi đâu. Ngô Bình nheo mắt, đưa tay phải ra tóm từ phía xa, trận pháp liền nổ một tiếng lớn rồi lập tức biến mất.
Ba người bên ngoài nhìn nhau, bước về phía trước. Đấy là ba nam tu, mặt ai cũng hầm hầm, họ dừng lại ở cách cậu Tâm 10 bước. Mấy người Điền Mỹ Mỹ và Lăng Bộ Phi cũng tiến lại, đứng bên cạnh cậu. Trong ba nam tu có một tu sĩ mặc áo lam, để tròm râu nhỏ, anh ta nắm tay thành nắm đấm, nhìn Ngô Bình, anh bạn, chúng tôi đến vì cô ta, chuyện này không liên quan đến anh, hy vọng anh không lo chuyện bao đồng. Ngô Bình bình thản đáp, tôi ghét nhất là lo chuyện bao đồng. Tu sĩ áo xanh nói, tốt nhất là vậy. Mặt Mạc Hàn không cảm xúc, cô ta không hề hy vọng Ngô Bình sẽ giúp mình, giờ cô ta không còn cách nào khác, chỉ có thể liều mạng thôi. Ngô Bình bỗng hỏi Mạc Hàn, cần vệ sĩ không? Mỗi yếng 1.000 tiền tiên, giá cả hợp lý, mua bán công bằng. Mạc Hàn ngây ra, sau đó thì hiểu ý Ngô Bình, cô ta thầm cảm kích, lấy ra 100.000 tiền tiên giao cho Ngô Bình rồi mím môi nói, tôi mua dịch vụ vệ sĩ của anh trong 100 tiếng đồng hồ. Ngô Bình không khách sáo, nhận lấy túi tiền và cười, nói chốt. Sắc mặt ba người kia khó coi, tu sĩ áo bào lam trầm giọng nói, bạn hữu đây là có ý gì? Muốn chống đối với chúng tôi? Ngô Bình ước lượng túi tiền, vẻ mặt u ám, nói, anh không nhìn thấy sao? Bây giờ tôi là vệ sĩ của cô Mạc, các anh cút xa ngay cho tôi, nếu không đừng trách tên vệ sĩ này không khách khít. Ba người kia tức giận, thấy rõ Ngô Bình có ý gây khó dễ bọn họ. Tu sĩ áo lam đưa tay chạm bên hông mình, nhưng tay anh vừa động thì xung quanh bỗng ầm một tiếng, ba người lập tức tiến vào ảo ảnh. Vốn dĩ, để đảm bảo, Ngô Bình còn bố trí một huyễn trận bên trong này. Chẳng qua là, huyễn trận này phải do anh chủ động mở ra, nếu không sẽ không xuất hiện. Ba người trong huyễn trận lập tức rơi vào ảo ảnh vô tận, từng tiếng gào thét vang ra không ngừng. Điền Mỹ Mỹ hừ một tiếng, nói, sư huynh không giết bọn họ đã là từ bi rồi. Mạc Hàn khom lưng cúi đầu với Ngô Bình, cảm ơn anh. Ngô, không cần khách sáo, tôi thu tiền thôi, cậu cười nói. Mạc Hàn trầm ngâm vài giấy, lấy ra một tiên thảo có hoa chằng, hương thơm kỳ lạ, nói, đây là dược quý chỉ trong cấm địa mới có, thái âm thảo. Ngô Bình tỉnh thông luyện đan và thảo dược, cậu cầm lấy quan sát một lúc, cảm thấy trong dược này có chứa sức mạnh cấm kỳ mạnh mẽ, bất giác cậu lại tò mò hỏi Mạc Hàn, cô biết tác dụng của nó không? Mạc Hàn gật đầu, tôi mất rất nhiều năm mới tìm được một vị tiên y, ông ấy nói cho tôi biết thuốc này có thể chữa được bệnh của tôi. Ngô Bình nhớ lại chuyện của cô ấy, bèn hỏi, cô nói là, thuốc này có thể giúp cô khôi phục thân phận nữ nhi. Đúng vậy, tiên y kia nói, thuốc này giúp điều trị thân thể tôi về trạng thái bình thường, để tôi khôi phục thân thể nữ nhi. Ngô Bình lắc đầu, tuy thuốc này có hiệu quả thần kỳ, nhưng cũng phải dùng đúng phương pháp mới được, nếu không không những không trị được bệnh, mà còn sẽ khiến cô mất mạng. Mạc Hàn ngây người, anh Ngô biết cách dùng của nó. Ngô Bình gật đầu, ngay từ lần cô lần đầu tiên, tôi đã quan sát tình hình của cô rồi. Theo tôi đoán, cô bị người ta dùng chú thuật khiến âm mạch tổn thương. Âm mạch không thông, dương mạch phát triển, từ đó dẫn đến thân thể cô dần dần có đặc thù như đàn ông. Lúc này Mạc Hàn như học sinh tiểu học gật đầu như gà mổ thóc, nói, không sai, tôi từng bị người ta dùng chú khí làm hại. Từ đó về sau, thân thể tôi dần thay đổi, cuối cùng trở thành bộ dạng như bây giờ. Vậy thì đúng rồi, vấn đề của cô nằm ở kinh mạch, trị liệu phải ra tay từ đây. Ngô Bình ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, sau đó lấy kim châm vàng ra chữa thương cho cô. Từ sau khi nằm giữ rất nhiều bí lực, y thuật của Ngô Bình cũng tăng mạnh, cậu có thể dùng những tác dụng khác nhau của bí lực để trị bệnh cho bệnh nhân. Có cả luyện đan, những bí lực này cũng có thể nâng cao tỷ lệ luyện đan và phẩm chất đan dược. Chớp mắt, Ngô Bình đã châm 12 kim, trong mỗi một kim đều có chứa các loại bí lực. Sau đó, cậu ngắt một lá thái âm thảo, vẩy nhẹ, chiếc lá bỗng biến thành màng sương mù bao phủ Mạc Hàn. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm Mạc Hàn, muốn xem cô ấy có thay đổi gì. Khoảng chừng 3 phút sau, Mộc Hàn cảm thấy kinh mạch thoải mái, chú lực được loại bỏ thành công. Hơn nữa, da rẻ cô ấy bắt đầu trở nên trắng mịn hơn, kết hầu chậm rãi biến mất, phần ngực bắt đầu phát triển. Mới đầu mấy người Điền Mỹ Mỹ cũng chỉ khế cười, nhưng sau đó ngực Mạc Hàn càng lúc càng căng tròn, bọn họ bất giác cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Ngay cả Lăng Bộ Phi cũng trừng lớn mắt, thầm nói có phải hơi quá rồi không? Toàn bộ quá trình chỉ mất nửa tiếng đồng hồ, đến khi thân thể không còn thay đổi gì nữa, Mạc Hàn đã hoàn toàn khôi phục lại thân thể nữ nhi. Cô ấy mở lớn mắt kính cẩn làm lễ với Ngô Bình, cảm ơn anh Ngôi.
Lúc này giọng của cô ấy không còn trung tính nữa, mà là giọng nữ ngọt ngào dễ nghe. Ngô Bình gật đầu, không sao là được rồi. Mạc Hàn, tiếp theo cô tính thế nào? Mạc Hàn cười nói, sau này tôi khôi phục lại tên ban đầu là Mạc Khinh Ngữ, mọi chuyện Khinh Ngữ đều nghe theo anh. Hiện tại cô ấy vô cùng tin tưởng Ngô Bình nói gì, cô ấy đều nghe theo. Ngô Bình, Thái Âm Thảo chỉ hình thành ở khu vực có sức mạnh cấm kỵ, tôi vốn muốn đến chỗ hái Thái Âm Thảo xem, có lẽ có thể có phát hiện gì thêm. Mạc Khinh Ngữ nói, được, tôi dẫn đường cho anh Ngô. Lúc này, Ngô Bình vung tay, huyễn trận xung quanh biến mất, ba người kia đều ngồi dưới đất, ánh mắt ngây dại. Thì ra, bọn họ ở bên trong ảo ảnh đã trải qua trăm kiếp luân hồi, mỗi một kiếp đều rất thê thảm, chuyện này khiến nội tâm bọn họ sớm đã chết lặng, tinh thần sụp đổ. Nhìn thấy mấy người này, ánh mắt Mạc Khinh Ngữ chợt lạnh lẽo, khẽ vươn tay, một sợi tơ đỏ bay ra, chẳng mấy chốc đã xuyên qua giữa trán ba người kia chẳng kịp lên tiếng đã mất mạng tại chỗ. Thu thập đồ vật trên người ba người họ xong, Mạc Khinh Ngữ đưa hết cho Ngô Bình. Ngô Bình biết, Mạc Khinh Ngữ và mấy người này có ân oán với nhau, cậu cũng không nói gì, nhóm người đi về phía trước đến nơi hái Thái Âm Thảo. Xung quanh là từng gốc cây cao đến cả trăm mét. Ánh sáng trong khu rừng u ám. Mặt đất có rất nhiều nấm, còn có vô số côn trùng, rất nhiều thứ Ngô Bình cũng không nhận ra. Vừa đi vào khu vực này, Ngô Bình đã quan sát khu vực có sức mạnh cấm kỵ dày đặc, khiến chân phù cấm kỵ trong người cậu liên tục phát sáng. Vì thế cậu đi sang trái mấy bước, rồi lại đi sang phải một đoạn, dựa theo chân lực cấm kỵ trong người để phán đoán ngọn nguồn sức mạnh cấm kỵ. Cứ như vậy thử qua mấy lần, cậu quyết định chọn một hướng mà đi. Lần này đi mấy trăm mét, cậu ra hiệu mấy người còn lại dừng bước, sau đó một mình đi lên. Phía trước có một cây cổ thụ khổng lồ, cây này cao cả nghìn mét, thân cây phải đến trăm người ôm mới hết. Vỏ cây đen tuyền, trơn bóng, trông như mặt ngoài nham thạch vậy. Ngô Bình đi đến trước gốc cây, vươn tay đặt lên thân cây. Bỗng chốc, một luồng sức mạnh cấm kỵ dày đặc không ngừng len vào trong người cậu. Luồng sức mạnh này, lạnh lẽo cùng cực, tựa như có thể đóng băng cả thời không. Chớp mắt, thân thể Ngô Bình đã bị lớp băng đen phong ấn, ngay cả mặt đất và không khí xung quanh cậu cũng hình thành một lực trường kỳ lạ, mọi thứ đều bị gãy khúc, biến hình. Mấy người Mạc Khinh Ngữ ở phía xa đều kinh sợ biến sắc. Sao vậy? Điền Mỹ Mỹ kinh ngạc hỏi. Mạc Khinh Ngữ nhìn Ngô Bình chằm chằm, nói, đây là luồng sức mạnh, rất nguy hiểm. Hy vọng anh ấy sẽ không có chuyện gì. Lúc này, cửu liên đài trong đan điền của Ngô Bình bỗng chấn động. Một luồng hơi thở kinh người bỗng tuôn ra, lập tức khiến sức mạnh cấm kỵ đang tiến vào thân thể phải thần phục, ngoan ngoãn ngưng tụ xung quanh liên cửu đài, sau đó lại biến thành một con mèo màu đen. Đôi mắt mèo đen có màu lam, nó cuộn mình lại, vậy mà lại có vẻ như sợ hãi. Hơi thở cửu liên đài dần dần biến mất, mèo đen gật đầu, ngoan ngoãn dán sát người Ngô Bình, biến thành một chú mèo đeo xinh xắn trước mặt cậu, bước đi nho nhã, ngẩng đầu đầu cao ngạo. Chỉ là khi nó nhìn thấy Ngô Bình thì lập tức lấy lòng, đi đến cọ cọ dưới ông quần cậu. Ngô Bác nhíu mày, không phải là sức mạnh cấm kỵ sao, sao lại biến thành một con mèo rồi? Trong đầu cậu vang lên giọng nói của Phương Lập, chủ nhân, đây là cấm linh. Có một vài cấm kỵ trong điều kiện đặc biệt sẽ chuyển hóa thành cá thể có sinh mạng, gọi là cấm linh. Uy lực của cấm linh mạnh hơn sức mạnh cấm kỵ bình thường, tỷ lệ hình thành cũng chỉ khoảng chừng 1/1000. Ngô Bình vươn tay ôm mèo đen lại, cảm thấy lông nó rất mịn mượt, lại mát lạnh. Ngay lúc này, mèo đen bỗng nhìn sang bên cạnh, ở đó có một đám sương mù màu xám đang chậm rãi đến gần. Sương mù rất tĩnh lặng, không dễ phát hiện, nếu không phải do mèo đen cử động thì Ngô Bình cũng không thể phát hiện ra. Mèo đen bỗng kêu một tiếng, mắt nó phát ra một tia sáng lam, phóng vào trong sương mù. Sương mù ngưng lại. Sau đó một con bướm to bằng cái chậu rửa mặt rơi xuống, đông cứng thành băng và rơi xuống đất. Nhìn thấy hình ảnh con bướm này, Lăng Bộ Phi kinh ngạc thốt lên, thái cổ ma điệp. Mấy người bọn họ đều kinh ngạc, Ngô Bình tiến lên trước thì cảm nhận được con bướm khổng lồ này tỏa ra khí thế rất kinh người. Ít nhất, cậu ở trước mặt con bướm này, chắc chắn không đỡ nổi được một chiêu. Thế nhưng, khí thế khủng khiếp của con bướm khổng lồ này đang dần bị phong ấn. Biến thành một con bướm bằng băng. Mèo. Mèo đen kêu một tiếng, đi đến trước mặt con bướm, mèo khẽ cào nhẹ, trên mặt đất xuất hiện một cái hố, tượng băng lăn vào trong.
Mèo đen lại cào vuốt, mặt đất che phủ lớp tượng băng bên dưới lại. Ngô Bình còn tưởng con mèo này tốt tín, bèn xoa đầu nó, không tệ đấy, mày là một con mèo lương thiện. Vừa dứt lời, vị trí mà thái cổ ma điệp chôn vùi bên dưới bỗng xuất hiện một cái chồi non, sau đó chồi non bắt đầu lớn lên và biến thành một loại thân dược mà Ngô Bình chưa thấy bao giờ. Gốc dược liệu này cao chừng 3 thước, giống như một gốc cây nhỏ, tốc độ tăng trưởng rất nhanh, khai chỉ tán diệp, sau đó ra hoa kết trái. Bắt đầu từ một chồi nhỏ, từ đầu đến cuối chưa đến nửa tiếng đồng hồ thì quả đã lớn. Thân dược có được 7 trái, trái nào cũng đỏ rực, tỏa ra hương thơm kỳ lạ. Xung quanh mỗi quả đều có 3 tầng ánh sáng vàng bao bọc, trong lồng sáng vàng có 3.000 phù chú, vừa nhìn đã biết phẩm chất bất phàm. Tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn. Đây là thuốc. Gì vậy? Ngô Bình ngắm nhìn dược liệu, vươn tay ngắt một trái. Mèo đen kia lập tức dùng vuốt chạm vào Ngô Bình, như thể bảo cậu ăn trái đó vậy. Ngô Bình nhìn mèo đen, rồi lại nhìn trái cây kia, cắn một ngụm nuốt xuống. Nước quả rất ngọt, còn có vị chua chua, mùi vị tổng thể cũng không tệ. Vừa ăn vào bụng lập tức biến thành một luồng sức mạnh kỳ lạ tiến vào thân thể Ngô Bình. Lồng sức mạnh này rất mạnh. Mang theo hơi thở cổ xưa hủy diệt, khí lực hung hãn của Ngô Bình cũng không tiêu hóa nổi. Chỉ thấy da cậu bắt đầu căng trướng, có cảm giác đau đớn như xé rách. Một lúc sau, thân thể cậu căng phồng như quả bóng ra vậy. Mọi người đều giật mình, lo sợ Ngô Bình cứ vậy mà nổ tung. Mèo đen lại không hề lo lắng, trái lại chỉ dương mắt nhìn Ngô Bình như đang nói với cậu không cần lo sợ, mọi chuyện đều sẽ ổn. Ngay lúc này, Cửu Liên Đài trong đan điền của Ngô Bình lại phát huy, bỗng chốc nó rung lên như nhịp tim đập. Chớp mắt, sức mạnh hung hãn như viễn cổ hồng hoang kia chợt lặng lại, bỗng co rút, toàn bộ đều vây quanh Cửu Liên Đài, ngưng tụ thành một con bướm nhỏ rực rỡ và bay nhảy xung quanh đó. Ngô Bình có thể cảm nhận được, khi con bướm vỗ cánh, trong người cậu xuất hiện luồng sức mạnh kinh người, như có thể hủy diệt mọi thứ. Ngô Bình rất kinh ngạc, cậu liếc nhìn mèo đen, mèo. Đen khẽ gật đầu. Vì thế cậu cắn răng, lại ăn trái thứ hai. Cũng hệt như lần trước, thân thể cậu lại căng trướng lên, sau đó luồng sức mạnh viễn cổ hồng hoang lại bị Cửu Liên Đài trấn áp, hóa thành một con bướm nhỏ bay nhảy trong đan điền của cậu. Cứ như vậy, Ngô Bình liên tục ăn hết 7 trái này đều hóa thành từng con bướm nhỏ, vỗ cánh bay. Lượn trong người cậu, mèo. Mèo đen rất vui mừng, đi quanh Ngô Bình một vòng như đang quan sát gì đó. Ngô Bình chợt chấn động trong lòng, thử dùng ý niệm dẫn dắt đàn bướm cứ vẫy cánh tung bay, lần lượt tiến vào 7 bí khiếu đã mở của cậu. 7 bí khiếu này vừa vặn tương ứng với thất tinh trảm đạo đồ. Con bướm đầu tiên bay vào bí khiếu thứ nhất, Ngô Bình đã cảm thấy trong người như nổ vang tiếng sấm chớp, khắp người run rẩy. Còn bí khiếu của cậu cũng đột nhiên lớn hơn gấp 10 lần, cũng bị một luồng hơi thở kinh thiên động địa chiếm giữ. Sau đó là bí khiếu thứ hai. Bí khiếu thứ ba, mỗi lần có bướm bay vào đều có tiếng nổ vang vọng kinh thiên động địa. Khi 7 bí khiếu đều đã bị đàn bướm chiếm giữ, sau lưng Ngô Bình lại xuất hiện một bóng hình của thái cổ ma điệp. Cánh của thái cổ ma điệp này dài đến 3.000 thước, có tổng cộng 6 đôi cánh. Trên mỗi một cánh đều có hoa văn hình con mắt màu đen, nếu nhìn kỹ thì hoa văn này là do vô số ký tự thái cổ ngưng tụ mà thành. Âm! Thái cổ ma điệp khế vỗ cánh, đất trời thay đổi. Mây gió cuồn cuộn khắp nơi, sấm sét chớp lóe. Ngô Bình còn chưa làm gì mà chỉ là bóng hình sau lưng vỗ cảnh mà đã gây ra ảnh hưởng thế này rồi. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, ngay cả Phương Lập cũng run rẩy nói, chúc mừng chủ nhân, đã dùng sức mạnh căn nguyên của thái cổ ma điệp luyện nhập. Vào bí khiếu, từ xưa tới nay, có rất ít người mới có thể làm được như vậy. Thế nhưng, sức mạnh bọn họ luyện nhập bí khiếu đều kém xa so với chủ nhân. Vì thế Ngô Bình bèn hỏi, Phương Lập, bên trong bí khiếu còn có thể thêm sức mạnh khác sao? Đương nhiên, ví dụ như chủ nhân đưa sức mạnh căn nguyên của thái cổ ma điệp luyện nhập vào bí khiếu, vậy sau này khi sử dụng sức mạnh thất tinh trảm đạo thì sẽ kèm theo sức mạnh vô thượng của thái cổ ma điệp. Thái cổ ma điệp nào cũng gần như tuyệt chủng ở thánh cổ đại lục rồi, ở thượng cổ thì nó là một trong những sinh linh đỉnh cao, là sinh linh mạnh nhất đứng đầu chuỗi thức ăn. Ngô Bình bất giác nhìn mèo đen. Mạnh như vậy mà lại bị nó dễ dàng đánh chết vậy sao? Như hiểu rõ nghi hoặc của Ngô Bình, Phương Lập, ói, chủ nhân, bản thể con mèo này có lẽ là cấm kỳ đại thiên. Mà thân là cấm linh thực lực của nó đã gần với cấm linh chí cao.
Tuy thái cổ ma điệp mạnh nhưng dù sao nó vẫn còn non trẻ, đương nhiên không phải đối thủ của cấm linh. Ngô Bình gật đầu, cậu nhìn gốc cây lớn kia, hỏi mèo. Đen, Miêu Nhi, đây là nơi mà mày ở sao? Mèo đen khẽ gật đầu, nó đi đến bên cạnh cây to, nhìn xung trước, sau đó há miệng hít một hơi. Lập tức dòng cây có luồng sức mạnh màu đen khổng lồ bỗng chốc bị nó hút vào miệng. Sức mạnh phóng ra, cây lớn mau chóng khô héo. Thấy rõ, cuối cùng một cơn gió thổi qua, nó đã hóa thành cho bụi bay khắp đất trời. Cây lớn không còn, Ngô Bình phát hiện dưới gốc cây có một vật giống như một khối pha lê màu tím. Cậu đi đến nhặt một mảng, phát hiện nó có lưỡi răng sắc bén, dài khoảng một tấc, nặng khoảng 3 cân. Đây là gì? Cậu hỏi người bên cạnh. Lăng Bộ Phi cầm thứ trong tay quan sát một lúc nhưng cũng không nhận ra, những người khác cũng lắc đầu. Vân là Phương Lập biết nhiều, anh ta lập tức lên tiếng, chủ nhân, nếu tôi không lầm thì đây có lẽ là tử văn mẫu kim mồ, thứ này là nguyên liệu tốt nhất để tạo thành các loại binh đao pháp bảo. Ở Thánh Cổ Đại Lục, chỉ một miếng tử văn mẫu kim này xuất hiện đều sẽ khiến vô số thế lực điên cuồng cướp lấy. Ngô Bình dùng thần niệm quét, phát hiện dưới cây có 15 miếng, cậu gom hết toàn bộ rồi bỏ vào trong không gian chữ đồ. Mạc Khinh Ngữ nói, tuy không biết là gì nhưng chắc chắn lai lịch bất phàm. Tâm trạng Ngô Bình không tệ, cậu ôm mèo đen vào lòng, nói chúng ta đi đến một nơi trước. Nơi mà cậu nói chính là một khu vực được đánh dấu đỏ trong bản đồ. Cứ như vậy, Ngô Bình đi trước, những người còn lại đi theo sau. Mèo đen thì thoải mái được Ngô Bình ôm lấy, thi thoảng lại khẽ kêu meo meo dễ chịu. Cứ như vậy đi hơn trăm dặm, phía trước xuất hiện một khu rừng cây cối khô héo, mặt đất màu đen, từng luồng khí lạnh tuôn ra từ mặt đất. Cách khu vực mày đen còn hơn trăm bước, mấy người Mạc Khinh Ngữ đều cảm thấy có nguy hiểm, đều dừng chân, không dám tiến lại gần. Chỉ có Ngô Bình thì không cảm giác gì. Cậu nói, mọi người ở đây đợi tôi một lát, tôi vào xem. Khi Ngô Bình bước vào khu vực âm tà màu đen kia thì cảm nhận được hai luồng sức mạnh âm tà dày đặc lạnh đến thấu xương, chui vào trong từ lòng bàn chân cậu. Thế nhưng, luồng khí lạnh này vừa vào trong người thì đã bị sức mạnh do thái cổ ma điệp vỗ cánh tạo ra đánh vỡ. Thậm chí, sức mạnh thái cổ ma điệp còn xuyên qua bàn chân Ngô Bình chui vào đất. Bỗng chốc. Những nơi cậu đi qua thì nước đều bốc hơi và chuyển từ đen sang trắng. Đi vào trong mấy dặm, luồng khí lạnh dưới mặt đất càng dày hơn, tạo thành từng làn khói đen bay vườn dưới đất, sau đó lại ngưng tụ thành hình dáng một sinh vật kỳ lạ mà Ngô Bình không thể nhận ra trong không trung. Lúc này, Ngô Bình nhìn thấy một cái hố lớn, đường kính hố hơn 1000 mét, sâu đến mấy trăm mét. Cậu đến bên cạnh hố, phát hiện dưới đáy có một viên đá màu đen o chừng trái bí đao. Đang tỏa ra luồng khí đen kinh người. Khí đen bốc lên không, cách vẫn thạch gần trăm mét rồi ngưng tụ thành một đóa sen màu đen úp ngược xuống, lơ lửng trên không trung, dường như trong hoa sen có vô số thứ kỳ lạ bị phong ấn, chúng đang trực chờ thoát khỏi đóa sen đen. Ngô Bình chau mày, hỏi, Phương Lập, ông có nhận ra thứ này không? Phương Lập cũng không biết, nói cậu chủ, thứ này tà môn, tôi cũng không biết lai lịch của nó. Mèo đen meo ơ một tiếng. Nhảy lên vai Ngô Bình, nhìn xuống vẫn thạch đen ở dưới, ánh mắt rất nặng nề. Tiếp ngay đó, mèo đen kêu thét lên một tiếng chói tai, khi tiếng thét vang lên, đóa sen đen ngược bỗng rung một cái rồi sau đó rung lắc mạnh, bên ngoài xuất hiện kết tinh màu đen. Có vẻ như mèo đen đang muốn phong ấn thứ kỳ quái đó. Nhưng khí tức của hoa sen đen quá mạnh, có thể kháng cự được. Thế là mèo đen thét lên tiếng thứ hai, thời không xung quanh sen đen méo mó. Vô số khói đen bao trùm lấy nó, tầng tầng lớp lớp. Bỗng nhiên, khí tức của sen đen biến mất hẳn, nó biến thành một mẩu băng màu đen, rơi xuống chân Ngô Bình. Lúc này, mèo đen dường như đã kiệt sức, mệt mỏi ngã vào lòng Ngô Bình, sau đó nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi. Ngô Bình liếc nhìn mẩu băng màu đen đó, không dám động vào mà chỉ ném vào túi chứa đồ. Bây giờ vẫn thạch dưới hố đã không còn toát ra khí đen nữa, có thể thấy nó chỉ là một vật chủ. Thứ đáng sợ thật sự là đóa sen đen đó, có điều nó đã bị mèo đen phong ấn rồi. Nhưng Ngô Bình vẫn quyết định xuống xem thử, dù sao thì thứ có thể phong ấn được hoa sen đen thì nhất định chất liệu cũng sẽ không tồi. Ngô Bình đáp xuống phía trước vẫn thạch, phát hiện bùn đất xung quanh đều biến thành thủy tinh đen, trên vẫn thạch có rất nhiều lỗ nhỏ chi chít, chắc cũng phải đến hơn cả ngàn lõ. Cậu quan sát một lúc, phát hiện vẫn thạch này cứng lạ thường, hơn nữa còn toát ra sức mạnh tà đạo. Cậu thử lấy kiếm thất tinh long uyên ra,
chém lên thử nhưng chỉ tóe lửa, vẫn thạch vẫn không hề hấn gì. Mắt Ngô Bình sáng lên, cậu nói, hàng tốt, nếu có thể chế tạo nó thành binh khí thì nhất định sẽ là thân binh sắc bén nhất thiên hạ. Cậu cất vẫn thạch vào. Lúc cậu ra đến mép thìa thấy mấy cô gái đang đợi cậu quay lại, khi thấy cậu thì ai nấy cũng thi nhau hỏi tình hình. Ngô Bình chỉ nói không có gì đặc biệt rồi đưa mấy cô gái đi về hướng khác. Lúc này Ngô Bình nhìn về khu vực được đánh dấu màu trắng trên bản đồ, cậu quyết định lát nữa sẽ đến đó xem thử. Sau khi mấy người họ rời khỏi đó, trên đường đi, Ngô Bình bỗng ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Mắt cậu sáng lên, cậu biết chắc nhất định trong phạm vi 100 dặm gần đó có thuốc quý hiếm có. Thế là cậu phóng về phía có mùi thơm, đi được gần mười mấy dặm thì cậu nhìn thấy một ngọn núi thấp, dưới chân núi có rất nhiều người đang đứng, cảnh giác quan sát xung quanh như đang canh chừng thứ gì đó. Sự xuất hiện của mấy người Ngô Bình lập tức thu hút sự chú ý của những người đó. Người cầm đầu hét lớn với mấy người Ngô Bình từ phía xa, cút xa ra, nếu không thì sẽ lấy mạng chó của các người. Câu nói đó rất không khách sáo, Điền Mỹ Mỹ tức đến thở gấp, nói, mạng của các người mới là mạng chó, bà đây cứ không đi đấy. Trong số mấy người đó có một người vừa mập vừa lùn, anh ta chỉ tay ra, một thanh kiếm bay vút lên trời, biến thành một thanh kiếm khổng lồ dài cả trăm mét, chém về phía của nhóm người Ngô Bình. Đấy là chiêu thức giết người. Khí tức trên thanh kiếm khổng lồ rất sắc bén, nếu họ không chiến đấu thì e rằng sẽ phải tan xương nát thịt, biến thành oan hồn dưới lưỡi kiếm đó. Nhóm người đó vừa gặp đã ra tay giết người khiến mặt Ngô Bình lạnh tanh, cậu lấy kính thất tinh Long Uyên ra, thi triển sức mạnh thất tinh trảm đạo, bảy bí huyệt đồng loạt vang lên, bảy con bướm ma thái cổ, một luồng khí tức chấn động tám phương, uy chấn thiên địa xuất hiện. Kiếm thất tinh Long Uyên chém vào không trung, kiếm ảnh khổng lồ xuất hiện. Thân kiếm dày đặc tia lửa điện, gió mạnh mang theo sát khí kinh người, chém mạnh xuống. Ân, phi kiếm mà đối phương phóng ra đụng phải khí tức của thanh kiếm khổng lồ, nát vụn ngay tại chỗ, người ngự kiếm thì ọe một tiếng, hộc máu tươi. Cùng lúc đó, khí tức đáng sợ khiến mấy người đó tái mặt, quay đầu định bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi, uy lực đáng sợ của thanh kiếm khổng lồ khiến họ không thể nào dùng sức được, hai chân hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của họ. Xin hãy nương tay. Một lồng sáng vàng từ trên núi vút ra, lồng sáng vút lên không trung, gặp gió thì lan ra, biến thành một ngọn núi màu vàng cao hơn ngàn mét, chặn ngay trước thanh kiếm khổng lồ. Ngô Bình không dừng lại, lạnh lùng nói chém. Một âm thanh lớn vang lên, ngọn núi màu vàng bị chém thành hai, tàn dư của kiếm khi xuống đất, hất văng những người trên mặt đất, ai nấy đầu đứt gân gãy xương, ngũ tạng dập nát. Ngọn núi bị chẻ làm hai, rơi xuống đất. Đó là hai mảnh núi to bằng bàn tay. Một người đàn ông tóc trắng từ trên núi bay xuống, tuổi tác không lớn lắm, nhưng ánh mắt lại có vẻ già nua. Anh ta thấy đồng bọn của mình đều bị thương nặng thì cố kiềm nén cơn giận trong lòng, chắp tay với Ngô Bình từ phía xa. Anh bạn, sao phải ra tay nặng đến thế? Ngô Bình nghe anh ta nói thế thì không kiềm được, giận đến bật cười, anh có mù không thế? Rõ ràng lúc, nãy họ đã dùng phi kiếm muốn giết chúng tôi trước. Nếu chúng tôi đánh không lại phi kiếm, lẽ nào người giả nhân giả nghĩa như anh sẽ ngăn cản họ sao? Câu nói đó khiến tu sĩ tóc bạc vô cùng tức giận, có điều anh ta vẫn cố nén cơn giận, nói anh bạn, lúc nấy tôi đã không kịp ngăn cản, giờ tôi xin lỗi anh. Nếu xin lỗi có tác dụng thì thế giới còn có xung đột, đánh giết sao? Ngô Bình nói rồi bước về trước một bước, sau đó thì xuất hiện ngay trên núi. Người đàn ông tóc trắng thấy Ngô Bình xông lên núi thì hét lớn. Không được lên núi. Ngô Bình vẫn không dừng lại, lạnh lùng đáp, dựa vào anh mà cũng dám quản tôi sao? Tu sĩ tóc trắng rối lên, chỉ tay phải lên không, hét lớn, mượn dùng trảm tiên đài. Anh ta vừa dứt lời thì một tiếng sấm vang lên, một cơn lốc xoáy lớn xuất hiện với một cái bệ bên trong. Trên bệ có một thanh đao trảm tiên khổng lồ, dường như, trên bệ có máu tiên đang chảy, máu có màu vàng và bốc lên khí tức kinh người. Có thể thấy trảm tiên đài chỉ là ảo ảnh, nhưng dù là như vậy thì nó vẫn tạo ra áp lực rất lớn cho Ngô Bình. Trảm tiên đài đã khóa chặt Ngô Bình, cơ thể cậu không thể nào cử động được, thần hồn cũng chịu áp lực. Rất lớn, đầu óc trống rỗng. Cậu vừa bất ngờ vừa tức giận, đấy là thứ quỷ quái gì? Chính vào lúc này, tháp thiên mệnh trong biển ý thức của cậu đột nhiên rung chuyển, một lồng khí tức được giải phóng ra, tiếng rắc rắc vang lên, trảm tiên đao trên trảm tiên đài đó gãy làm hai. Sau đó trảm tiên đài cũng rạn nứt rồi biến thành hư vô.
Cái gì? Người đàn ông tóc bạc ngơ ngác, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Anh ta nhìn Ngô Bình với ánh mắt kinh sợ, sao anh có thể làm được? Ngô Bình bình thản đáp, anh tưởng chỉ có một đòn sát thủ. Người đàn ông áo trắng giẫm mạnh chân, tôi nhận thua, tôi bằng lòng dâng hết vật báu trên núi cho anh, hy vọng anh tha cho chúng tôi một lần. Ngô Bình cười lạnh lùng, không nói lời nào. Người đàn ông tóc trắng chột dạ, anh ta bỗng lấy túi chứa đồ ra, quãng nó cho Ngô Bình, nói, anh bạn, đấy là toàn bộ thần dược mà tôi có được trong chuyến đi này, tặng cho anh hết đấy. Ngô Bình nhận lấy túi đồ, phát hiện bên trong có 3 món đồ và 4 cây thuốc, những dược liệu này đều không tầm thường, chỉ là đến cả cậu cũng không nhận ra nên không hiểu rõ được dược tính. Cậu cất túi đồ rồi hỏi, trên núi có gì? Giờ đã không cần phải giấu giếm nữa, Nam Thu thở dài, nói quả tam giới. Phương Lập nghe thấy cái tên quả tam giới thì liền thốt lên, cậu chủ, nhất định phải có được quả đó, mau lên. Ngô Bình nhìn chằm chằm đối phương, hỏi anh là u sĩ Phương nào? Nam Tu vội nói, tôi là Càn Long Tử, là tu sĩ của Di La Cung. Di La Cung, Ngô Bình không có ấn tượng với nơi này, cậu hỏi anh ta, Di La Cung nằm ở đâu của tiên giới? Càn Long Tử, Linh Bảo Thượng Cảnh, đó là tầng thế giới thứ hai được sinh ra khi Thượng Thanh Thiên Tôn lĩnh ngộ được hỗn độn, có khí tức hỗn độn bên trong. Lăng Bộ Phi nói, nghe nói Linh Bảo Thượng Cảnh có vô số sinh linh, cao thủ nhiều không đếm xuể, điều đó là thật sao? Dù đến từ thế lực lớn nhưng Lăng Bộ Phi cũng chưa từng đến nơi như Linh Bảo Thượng Cảnh. Càn Long Tử, đúng là có rất nhiều cao thủ, xét tổng thể thì thực lực cao hơn nhiều với hạ giới. Ngô Bình, anh đến cấm địa thượng cổ là vì quả tam thế này sao? Càn Long Tử lắc đầu, tình cờ gặp được nó thôi. Lúc, nãy tôi đang dốc toàn lực đối phó với con mãnh thú bảo. Vệ quả tam thế, nhưng thực lực của nó quá mạnh, tôi ra tay 3 lần mà vẫn không hạ được nớ. Ngô Bình hứng thú, tôi đến gặp nó thử. Cậu nói xong thì bay lên không rồi đáp xuống đỉnh núi. Đỉnh núi không lớn lắm, ở đó có một cái cây nhỏ màu trắng ngọc, trên cây có 3 quả màu trắng ngọc. Lúc này, một con rắn màu trắng to bằng cánh tay đang nằm khoanh tròn bên cạnh cái cây, đầu rắn ngóc lên, nhìn về phía Ngô Bình, thè lưỡi, ánh mắt rất hung dữ. Giọng Phương Lập vang lên, cậu chủ cẩn thận, con rắn này lớn lên bên cạnh cây tam thế. Sức mạnh của nó nhất định rất ghê gớm. Ngô Bình liếc nhìn quả màu trắng bạc rồi lại nhìn qua con rắn, cậu nói quả tam thế có tác dụng gì? Phương Lập, nghe nói quả này có thể đánh thức ký ức ở quá khứ, hiện tại cũng như tương lai, từ đó nâng cao thực lực của bản thân lên rất nhiều, vì vậy mới được. Gọi là quả tam thế, hiệu quả của 3 quả này không giống nhau, chúng lần lượt đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Ngô Bình thấy rất bất ngờ, ăn một quả cây mà có thể nhìn thấy tương lai sao? Phương Lập, linh quả kiểu này đều do cấm kỵ biến thành, vì vậy không thể xem thường. Hèn gì Càn Long Tử lại coi trọng quả này đến vậy, quả nhiên là phi phàm. Hai mắt Ngô Bình sáng lên, cậu bước nhanh về phía con rắn trắng. Bù! Con rắn trắng búng ra nhanh như điện, cái đuôi quất mạnh về phía Ngô Bình như một cái roi. 7 bí huyệt của Ngô Bình cộng hưởng. Sức mạnh đáng sợ bộc phát ra, cậu tóm lấy đuôi của con rắn trắng. QC. Một âm thanh khó chịu vang lên, thân rắn bị cậu khống chế rồi đập mạnh xuống đất. Âm, ầm, ầm. 7 con bướm vỗ cánh, sức mạnh đáng sợ khống chế hoàn toàn con rắn trắng. Con rắn bị đập đến hoa mắt chóng mặt rồi nhanh chóng ngất lịm. Ngô Bình cảm thấy con rắn đó không đơn giản nên đã ném nó vào túi chứa đồ, sau đó nhổ cả cây và quả. Cất vào trong một pháp bình chứa đồ. Cậu đã nhặt được loại pháp bình này từ chỗ của người khác, không gian bên trong rất rộng, có thể cất rất nhiều linh dược. Ngô Bình cất cây ăn quả vào, đột ngột ngẩng đầu lên thì thấy đằng xa có 10 mấy luồng sáng vút đến, mục tiêu là ngọn núi cậu đang đứng. Cậu giật mình, bướm trong bí huyệt vỗ nhẹ cánh mấy lần thì cậu liền biến thành một luồng khói nhạt, bay về phía xa. Đấy là thuật phụ sát sau thần thông thái cổ ma điệp. Trước đó, khi thái cổ ma điệp dùng phép này tiếp cận cậu, cậu hoàn toàn không phát hiện ra, may nhờ có mèo đen cảm ứng và phong ấn nó lại. Làn khói đến bên nhóm Mạc Khinh Ngữ, mấy cô gái cũng lập tức biến thành làn khói rồi biến mất khỏi tầm mắt của Càn Long Tử. Sắc mặt của Càn Long Tử vô cùng khó coi, anh ta không ngờ lại có thể gặp được cao thủ mạnh thế này ở đây, đến cả ảo ảnh Trảm Tiên Đài được anh ta triệu hồi cũng tan biến. Sau khi 10 mấy luồng sáng đến đỉnh núi,
phát hiện quả đã không còn thì vô cùng phẫn nộ, có mấy người bay đến trước mặt Càn Long Tử, nghiêm nghị hỏi, Càn Long Tử, nói đi, quả tam thế ở đâu? Không ngờ Càn Long Tử lại thấy sung sướng trong lòng, anh ta lạnh lùng đáp, lúc nãy tôi đề nghị ở lại thêm vài người nhưng các người lại một hai đòi đi truy sát chi tiên đó, bây giờ đồ bị người ta cướp đi mất rồi có thể trách tôi được sao? Tại sao không ngăn cản? Người chất vấn là một tu sĩ mặt đen, trán có một chấm xanh, khí tức xung quanh người rất đáng sợ. Càn Long Tử, làm sao ngăn cản? Lúc nãy các người không cảm nhận được Trảm Tiên Đài sao? Đến cả ảo ảnh Trảm Tiên Đài chỉ được phép dùng một lần tôi cũng đã dùng rồi, nhưng lại bị người đó phá tan chỉ bằng một chỉ, tôi còn có thể làm được gì? Các người không phải không biết đến uy lực của ảo ảnh Trảm Tiên Đài, dù chúng ta hợp sức thì cũng bị nó giết chết ngay lập tức. Người mà đến Trảm Tiên Đài cũng không làm gì được thì ai trong chúng ta có thể ngăn cản? Sắc mặt của những người đó rất khó coi, họ là một tập thể, trước đó họ phát hiện ra quả tam thế, đang định hái thì lại có một luồng sáng trắng xuất hiện, có người nhận ra đấy là Chi Tiên, cả đám liền để Càn Long Tử ở lại giữ chỗ đó, còn họ thì đuổi theo Chi Tiên trước. Theo họ thì quả tam thế đã là vật trong túi, vì vậy muốn bắt Chi Tiên trước. Ai ngờ mất cả chỉ lẫn chài, không chỉ không bắt được Chi Tiên mà đến quả tam thiên cũng bị người ta cướp mất. Đáng chết, người đó giận đến run người. Lớn tiếng hỏi, là ai đã cướp quả tam thế đi? Càn Long Tử giật mình, anh ta biết không thể tìm lại được quả tam thế nên nói, một bóng người nhàn nhạt, rất giỏi ẩn mình, tôi không nhìn rõ gương mặt của anh ta, cũng không nhìn ra được anh ta đã dùng loại công pháp gì. Phế vật, người đó nổi giận. Càn Long Tử cười khẩy, tôi là phế vật. Hà Lục Tiên, nếu không phải vì các người tự cho mình là đúng, cứ muốn dẫn người đi bắt Chi Tiên thì quả tam thế có bị người ta cướp đi không? Tu sĩ tên Hà Lục Tiên đưa tay lên tát một bạt tai, Càn Long Tử lướt người, né đòn, nói với vẻ mặt rất khó coi. Hà Lục Tiên, người khác sợ anh nhưng Càn Long Tử tôi thì không sợ đâu. Hà Lục Tiên nhìn Càn Long Tử chằm chằm, nhả từng chữ, tìm quả tam thế về lại đây, nếu không tôi giết chết anh. Càn Long Tử nheo mắt, tên Hà Lục Tiên này rất có gốc gác, là đầu não của nhóm người này, anh ta không muốn trở mặt với anh ta nên hạ giọng. Nói tôi có thể điều tra người đó nhưng đến muốn đánh nhau thì tôi đánh không lại. Chỉ cần anh tìm được anh ta, tôi tự có cách loại bỏ người này. Hà Lục Tiên lạnh lùng nói. Mấy người Ngô Bình đã rời khỏi đó từ lâu, họ xuất hiện ở một thung lũng với phong cảnh đẹp như tranh. Hai bên của thung lũng này là núi tuyết cao mấy ngàn mét, trong thung lũng cây cối xanh tươi, nở đủ loại hoa không biết hết tên, hương thơm ngào ngạt. Giữa thung lũng có một khu nhà nhỏ không biết do ai xây. Với ba căn nhà cỏ. Mấy người nhóm Ngô Bình hiện thân, cậu nhìn về phía khu nhà nhỏ, nói, không ngờ chỗ này lại có nhà ở. Lăng Bộ Phi nói, cấm địa thượng cổ rất rộng lớn, nghe nói mỗi lần vào, nhiều nhất cũng chỉ có thể khám phá được khu vực với diện tích tầm một phần ngàn. Những nơi xa hơn thì đầy rẫy nguy hiểm, tu sĩ bình thường không dám tùy tiện xông vào. Ngô Bình, tôi nhớ hình như vào cấm địa thượng cổ không có giới hạn thời gian đúng không? Vậy có khi nào có tu sĩ định cư lâu dài ở đây không? Lăng Bộ Phi gật đầu, đúng vậy, mỗi lần vào cấm địa thượng cổ luôn có một số người mất tích. Có thể những người đó đã chết, nhưng cũng có thể họ đã ở lại cấm địa thượng cổ. Dù sao thì môi trường ở chỗ này cũng không giống với bên ngoài, có người thích tu hành ở đây hơn. Ngô Bình liếc nhìn khu nhà nhỏ, nói vậy thì chủ nhân của khu nhà nhỏ có khả năng là tu sĩ đến từ lúc xưa. Sau đó Ngô Bình đi về phía khu nhà nhỏ. Khu nhà không có cửa, xung quanh chỉ có một hàng rào tre, bên trên mọc đầy hoa thân leo, thu hút rất nhiều ong đến lấy mật. Ngô Bình đứng giữa sân hét lớn, có ai ở nhà không? Cậu hỏi liên tiếp 3 tiếng nhưng không có ai trả lời, thế là cậu và các cô gái đẩy cửa bước vào. Trong nhà rất sạch sẽ với một chiếc bàn đơn giản và mấy cái ghế. Phía đông là phòng ngủ, bên trong có một cái sàn gỗ. Bên phải là nhà bếp. Vẫn còn để một ít thịt cá tươi. Gian giữa chắc là phòng khách, trên tường có treo mấy bức tranh chữ, có thể thấy chủ nhân của chỗ này là người rất phong nhã. Ngô Bình cảm thấy chỗ này có người ở lâu dài nên muốn ra khỏi đó ngay, nhưng chính vào lúc đó lại có một tiếng hừm lạnh lùng từ trong sân truyền vào. Không mời mà tự ý vào thì có khác gì kẻ trộm. Ngô Bình nghiêng đầu nhìn ra ngoài phòng thì thấy một cô gái áo trắng, cánh tay phải chảy đầy máu. Sau lưng cũng có mấy vết kiếm. Cô gái này trông rất đẹp, Lăng Bộ Phi hay Điền Mỹ Mỹ mà đứng trước mặt cô ấy chắc hẳn đều kém sắc.
chỉ có Mạc Khinh Ngữ thì có thể miễn cưỡng sánh bằng, nhưng về khí chất vẫn kém hơn cô ấy một nửa. Cậu vội chạy ra, có chút ngượng ngùng, nói, xin lỗi, vừa nãy gọi mấy lần nhưng trong nhà không có ai đáp, vì vậy chúng tôi mới vào xem, làm phiền rồi. Đã có chủ nhân rồi nên cậu quyết định rời khỏi nơi này. Cô gái thấy Ngô Bình không giống người vô lễ bèn nói, người đến là khách, mời các vị vào nhà. Cô ấy nói rồi đi qua. Lúc đến gần Ngô Bình, cậu lại ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, mà mùi hương này tỏa ra từ trong máu cô ấy. Ngô Bình chợt giật mình, nói, vết thương của cô không nhẹ, tôi có biết y thuật, không biết có thể giúp được không? Cô gái có chút bất ngờ, cô ấy ngẫm nghĩ rồi nói, thể chất của tôi rất đặc biệt, có thể hồi phục nhanh chóng, không cần phải chữa trị. Mời mấy người Ngô Bình vào nhà, cô gái đi vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại. Mấy phút sau, cô ấy đã thay một bộ quần áo y hệt đi ra ngoài, vết thương như đã được xử lý, sắc mặt trông dễ chịu hơn chút. Sau đó cô ấy đến phòng bếp, lấy không ít trái cây đem ra. Cô gái, nơi hoang dã không có gì chiêu đãi, đây là trái cây mà tôi trồng, mời dùng. Trong rổ trái cây có mấy loại quả đủ sắc màu kỳ lạ, đa phần Ngô Bình đều không biết. Cậu cầm lấy một trái màu đỏ tím to chừng đầu nắm tay cắn một ngụm, mùi vị ngọt mát, còn có mùi hương thoang thoảng. Hơn nữa, trong trái cây có chứa dược lực bất phàm, rất có lợi cho thân thể. Ăn được mấy trái, Ngô Bình lấy đồ ăn vặt cậu đã chuẩn bị trước ra, sô-cô-la, cổ vịt, hạt dưa, sữa chua các thứ. Mấy thứ này đều là những thứ bình thường ở giới thế tục, nhưng cô gái áo trắng này chưa từng thấy bao giờ. Cô ấy cầm một hộp sữa chua uống một ngụm. Đôi mắt xinh đẹp bỗng chốc kinh ngạc. Không phải vì sữa chua uống ngon thế nào, mà là mùi vị của nó đối với cô ấy mà nói thì vô cùng mới mẻ. Cô gái không nói nhiều, trong lúc nói chuyện Ngô Bình biết tên cô ấy là Thanh Chi, đã ở nơi này nhiều năm. Trong lúc Ngô và mấy cô gái chia sẻ đồ ăn ngon thì có tiếng huýt gió chói tai rít qua sơn cốc. Qua mấy giây, tiếng huýt gió lại xuất hiện, sau đó năm bóng người đáp. Xuống trong sân. Đây là năm vị tu sĩ. Ánh mắt bọn họ đầy sát khí, một người trong đó chính là Càn Long Tử. Càn Long Tử nhìn thấy Ngô Bình ngồi trong phòng thì giật mình, nhưng anh ta vẫn bình tĩnh lặng thinh, cũng không nhắc nhở mấy người đi cùng. Đứng phía trước là Hà Lộc Tiên, anh ta nhìn chằm chằm Thanh Chỉ, cười lạnh, Chi Tiên, chúng ta lại gặp mặt rồi. Bây giờ cô còn trốn được nữa không? Thanh Chỉ rất bình tĩnh, cô ấy lạnh nhạt nói, nơi này là nhà tôi có thể trốn đến đâu chứ? Cô ấy nói với Ngô Bình, các anh mau đi đi, chuyện này không liên quan đến người ngoài. Ngô Bình có thể cảm nhận được, Thanh Chi đang âm thầm dùng công pháp nào đó, hơi thở trong người cô ấy đang dần trở nên hùng mạnh. Rất có khả năng cô ấy muốn liều mạng với những người bên ngoài. Cậu châm ngâm một lát rồi đứng dậy ra ngoài. Hà Lộc Tiên lại nghĩ cậu muốn rời đi, lạnh lùng nói, nếu đã đến thì không cần đi nữa. Ngô Bình nhìn anh ta, không cần đi. Anh muốn giữ tôi lại. Hà Lục Tiên lạnh lùng nói, người nhìn thấy chúng tôi làm việc nhất định phải chết. Ngô Bình gật đầu, trước đó tôi còn nghĩ, phải dùng lý do gì để ra tay, nhưng anh đã nói vậy thì lý do cũng đã có rồi. Hà Lục Tiên nhíu mày, ở trước mặt tôi mà nói những lời ngông cuồng như vậy, tôi sẽ khiến anh chết chậm rãi. Lúc này, anh ta không phát hiện ra Càn Long Tử đang chậm chậm lùi ra sau, lùi mãi ra ngoài sân nhà. Ngô Bình ngẩng đầu nhìn mặt trời, bóng người trên mặt đất nhìn thấy rõ ràng. Ra tay đi, Hà Lục Tiên vung tay, ba người sau lưng lao về phía Ngô Bình. Ngô Bình nhìn mấy chiếc bóng dưới đất, lạnh nhạt nói, bắt bóng. Bỗng nhiên, dưới chân có một cái bóng lao ra, cái bóng như đang bắt gà vậy, chớp mắt đã nắm giữ bóng của ba người. Bóng bị giữ lại, ba người như mất đi linh hồn, vô lực, ánh mắt đờ đẫn, đứng bất động tại chỗ. Hà Lục Tiên kinh ngạc. Tay phải vung lên, một chiếc chuông bay ra bỗng phóng to đến trăm trượng, sau đó phát ra tiếng động vang, thời gian lập tức dừng lại, tất cả mọi người cũng vậy. Hà Lục Tiên cười lạnh, anh ta đi đến trước mặt Ngô Bình, châm chọc hỏi, uy lực của tiên trụ chúng tôi đây thế nào? Có phải anh không thể suy nghĩ nổi, không thể động đậy được đúng không? Nói rồi, anh ta lấy ra một con dao găm, đang định cắt đầu Ngô Bình. Nhưng ngay lúc này, bảy con bướm trong bí khiếu của Ngô Bình bỗng chuyển động, vỗ cánh, tiếng động vang vọng khắp nơi, luồng sức mạnh vây trói cậu bị phá vỡ. Ngô Bình lùi một bước, sau đó rút kiếm ra. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh,
nhanh đến mức Hà Lục Tiên hoàn toàn không có thời gian kịp phản ứng, thất tinh Long Uyên kiếm cũng đã chém anh ta thành hai. Trên đầu chảy máu thành dòng, sau đó thân thể anh A chia thành hai nửa. Ngô Bình nhìn chiếc chuông trên đỉnh đầu, vươn tay bắt lấy, chiếc chuông bỗng chốc biến lại lớn chừng bàn ai, rơi vào trong tay cậu. Càn Long Tử ở ngoài cửa thở phào, cậu ta đi đến chắp tay với Ngô Bình, cậu Ngô, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ngô Bình lạnh lùng nói, là anh dẫn bọn họ đến. Càn Long Tử vội xua tay, chuyện này không liên quan đến tôi, là bọn họ cứ muốn đuổi theo chỉ tiên gì đó, tôi chỉ là đi theo góp vui thôi, không ngờ cậu cũng ở đây. Lần thứ hai Ngô Bình nghe anh ta nhắc đến chi tiên, bất giác cậu nhìn sang Thanh Chi. Thanh Chỉ rút kiếm ra tay, giết chết ba người còn lại, sau đó nhìn Càn Long Tử. Càn Long Tử vội nói, chi tiên, tôi là bạn của cậu ấy. Thanh Chỉ nhìn Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu. Càn Long Tử thở phào nhẹ nhõm, anh ta đi đến bên cạnh Hà Lục Tiên, thọc tay vào bụng anh ta, lấy ra một chiếc nhẫn đẫm máu từ bên trong. Anh ta đưa chiếc nhẫn cho Ngô Bình, cười nói, cậu Ngô, tên Hà Lục Tiên này có lai lịch rất lớn, anh ta có một thói quen là thích giấu mọi thứ trong bụng. Ngô Bình nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, hỏi, anh ta là ai? Càn Long Tử, thiếu chủ của Thiên Quỷ Thành. Ngô Bình, Thiên Quỷ Thành ở đâu? Là một thế lực lớn ở Ma La Tiên Giới, nơi đó có rất nhiều quỷ tu, hơn nữa tu vi rất cao thâm. Tổ tiên của Hà Lục Tiên này là một đại năng đạo cảnh cấp 7. Nói đến đây, Càn Long Tử lập tức nói thêm, cậu giết hay lắm. Tôi sớm đã thấy người này không thuận mắt rồi. Hừ, anh ta nghĩ mình tài giỏi lắm, có thể nắm giữ toàn cục. Nhưng lại không biết ở trước mặt cậu, anh ta nhiều lắm cũng chỉ là hạng tôm tép. Các anh có thù à? Càn Long Tử phun nước miếng lên người Hà Lục Tiên, nói, tên này không ít lần chèn ép tôi, bây giờ chết rồi, trong lòng tôi thoải mái hẳn. Ngay lúc này, chuông trong tay Ngô Bình bỗng vang lên, một luồng thần niệm bay ra từ bên trong đó, nó lập tức khóa chặt Ngô Bình, hung hăng nói, tên khốn to gan, hại chết con trai Lục Tiên tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Nói rồi, chiếc chuông bỗng bay lên, bay trên không rồi biến mất. Càn Long Tử thấy vậy thì kinh ngạc, nói, chết tiệt, người đó chắc chắn là cha của Hà Lục Tiên, Hà Cửu Thần. Hà Cửu Thần này có kiếm thuật kinh người, tư chất nghịch thiên. Tu vi sớm đã đạt đến thần thông cảnh đại viên mãn rồi, nghe nói bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ đến đạo cảnh. Ngô Bình lại không hề lo lắng, cậu đã dám ra tay thì sẽ không sợ người sau lưng đối phương tìm mình báo. Thù! Cậu bảo Càn Long Tử dọn dẹp thi thể trong sân, sau đó tiếp tục về phòng ngồi. Thanh Chỉ im lặng một lúc rồi nói, anh không tò mò thân phận tôi sao? Ngô Bình cười nói, có gì tò mò chứ? Cấm địa thượng cổ lớn như vậy. Có một vị chi tiên cũng không có gì lạ. Chỉ tiên, là chỉ linh chỉ tu luyện thành tiên. Linh chi có được ý thức vô cùng khó, tu luyện thành tiên lại càng khó hơn. Từ xưa đến nay, có rất ít chi tiên xuất hiện. Thế nhưng, một khi linh chỉ trở thành chỉ tiên thì dược hiệu có thể tăng lên gấp trăm lần. Một giọt máu của chi tiên, hiệu quả có thể sánh ngang với linh dược từ cấp 12 trở lên. Nào ngờ Thanh Chỉ lại lắc đầu tiên, chỉ tiên là cha tôi. Không phải chi. Ngô Bình rất bất ngờ, thì ra là hậu duệ của chỉ tiên, chẳng trách trong máu cô ấy lại có linh khí, nhưng lại không thuần chủng. Thanh Chỉ đau thương n cha mẹ tôi đã ở năm đớ. Nơi này là nơi. Ngô Bình, bác trai bây giờ không ở đây nữa sao? Than Chỉ bình thản nói, cha tôi vì cứu mẹ tôi bị thương nặng nên đã hy sinh bản thân, dùng hết tiên lực cho mẹ tôi. Mẹ tôi sống sót, nửa năm sau thì sinh ra tôi. Đến khi tôi biết nghĩ hơn chút thì đột nhiên bà ấy rời đi, một mình tôi sống và lớn lên ở đây. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ bèn hỏi, tại sao mẹ cô lại rời đi? Thanh Chỉ lắc đầu, tôi cũng không biết, bà ấy rất thương tôi không tin bà ấy sẽ vứt bỏ tôi, bỏ mặc tôi. Lăng Bộ Phi bất giác cảm thấy thương tiếc cho cô ấy, hỏi, lúc đó cô mấy tuổi rồi? 7 tuổi, Thanh Chỉ nói, mẹ tôi dường như đã chuẩn bị từ trước khi đi đã dạy tôi mọi thứ. Ví dụ như săn thú, làm cơm, thuần hóa thú hoang. Cô không định ra ngoài tìm bà ấy sao? Ngô Bình hỏi. Thanh Chỉ lắc đầu, mẹ tôi nói, trừ khi tôi tu luyện thành thần anh, nếu không không được phép rời khỏi nơi này. Ngô Bình chợt cảm thấy đồng cảm, nói, mẹ cô có lẽ là lo lắng cô gặp nguy hiểm, dù sao cô cũng quen thuộc. Với nơi này,
Lăng Bộ Phi, Thanh Chi, cô sống ở đây lâu như vậy rồi, chưa từng có ai đến sao? Than chỉ, cũng có mấy lần, những người đó cũng giống như mấy người lần này xem tôi như chỉ tiên, cũng may cha tôi đã cứu tôi. Ngô Bình sững sờ, cha cô chẳng phải đã. Thanh chỉ, tuy cha tôi vì cứu mẹ tôi nên mấy đi hình hài con người, nhưng bản thể của ông ấy vẫn ở gần đây, đây cũng là nguyên do tôi vẫn luôn ở đây. Vừa nãy lúc anh ra tay, cha tôi cũng sẽ dạy dỗ bọn họ một trận. Ngô Bình gật đầu, thì ra là vậy. Chuyện mẹ cô rời đi, bác trai không biết rõ sao? Lăng Bộ Phi hỏi. Thanh chỉ lắc đầu, cha tôi thường xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nhưng ông ấy không chịu nói gì cả. Lúc này, Càn Long Tử đã xử lý xong xuôi, anh ta đi đến cửa, trông ngóng nhìn Ngô Bình, cậu còn chuyện gì khác cần dặn dò không? Ngô Bình liếc nhìn anh ta, hỏi, mục đích anh đến cấm địa thượng cổ là gì? Càn Long Tử, nghe nói người đi vào cấm địa thượng cổ sẽ mở được một lần tiến hóa. Hôm đó quả thật tôi cũng thu hoạch được chút ít rồi. Đương nhiên, nếu có thể phát hiện thêm cải thứ quý giá trong cấm địa thì càng tốt. Anh đi được rồi, Ngô Bình xua tay, Càn Long Tử thở phào, vội vàng chắp tay thi lễ rồi mới tạm biệt rời đi. Ngay khi Càn Long Tử vừa mới rời đi, sau lưng anh A bỗng xuất hiện một cái miệng lớn, một ngụm đã nuốt trứng Càn Long Tử. Càn Long Tử kêu thét thảm thương, bị cái miệng lớn cắn đứt ngay thắt lưng. Giây tiếp theo, cái miệng biến mất, hiện trường chỉ còn lại nửa thân dưới của Càn Long Tử. Ngô Bình đứng bật dậy, cậu nhìn chằm chằm Thanh chỉ hỏi, chuyện gì vậy? Thanh chỉ không hề kinh ngạc, chỉ thản nhiên nói, nơi này là cấm địa, chỉ có tôi mới có thể ra vào. Nếu là người ngoài, sẽ bị cha tôi ăn mất. Ngô Bình nheo mắt, trong đầu bỗng xuất hiện một vài thông tin, cậu hỏi, nói như vậy, cha cô vốn không phải linh chỉ, mà là thực nhân chỉ. Thanh chỉ nghi hoặc, thực nhân chỉ là gì? Ngô Bình nhìn cô ấy chằm chằm, nói, một loại cỏ ăn thịt người, ăn thịt càng nhiều người càng tích lũy được nhiều nhân khí. Ăn đủ 1.000 người, nó sẽ là chỉ vương, ăn 1.000.000 người, nó có thể tiến hóa thành chi tiên. Nói như vậy, cha cô đã ăn thịt không ít người. Thanh chỉ nhíu mày, anh nói cha tôi ăn thịt 1.000.000 người. Ngô Bình cười lạnh, ông ta không những ăn thịt người khác, mà ngay cả mẹ cô sợ rằng cũng đã bị ông ta ăn rồi. Thanh chỉ tức giận, anh nói bậy, cha sao lại ăn thịt mẹ tôi chứ, tuyệt đối không thể. Ngô Bình cười lạnh, thực nhân chỉ ăn thịt người mới sống được, sao có thể có tình cảm với loài người được chứ? Hơn nữa cô không cảm thấy kỳ lạ sao? Mẹ cô sớm không biến mất, muộn không biến mất, mà chỉ khi cô lớn hơn một chút, có thể tự mình sinh hoạt thì mới đột nhiên rời đi. Sắc mặt Thanh chỉ đầy vẻ kinh sợ, lầm bầm nói, không đâu. Ngô Bình nhìn cô ta chằm chằm, nói, thực nhân chi còn có một đặc điểm, ăn thịt con cái mình sẽ tiến hóa được đến cấp cuối cùng. Bởi vì sinh vật được sinh ở thực nhân chỉ và nhân tộc là linh đan thần dược vô thượng đối với thực nhân chỉ. Đôi mắt Thanh chi ngấn nước, hỏi, vậy tại sao ông ấy vẫn chưa ăn thịt tôi? Ngô Bình thương xót, bởi vì cô vẫn chưa thành niên. Nếu tôi không nhầm, 5 năm cô 17 đúng chứ? Thanh chỉ vô lực ngồi xuống đất, nói tháng sau là sinh nhật 17 của tôi. Ngô Bình khế thở dài, vì vậy, cô chỉ là thức ăn mà ông ta nuôi dưỡng mà thôi. Hơn nữa chuyện mà cô kể trước đó, có lẽ cũng là do nó lừa cô thôi. Thực nhân chi trước giờ chưa từng có hình người, bởi vì chỉ sau khi ăn thịt các cô thì nó mới thật sự biến hình. Thanh chỉ ngơ ngác, chúng tôi. Ngô Bình bình tĩnh nói, tôi có thể nhìn ra, cô có rất nhiều anh chị em. Có lẽ bọn họ cũng giống như cô, được, nuôi dưỡng ở nơi nào đó, đợi đến khi thành niên sẽ bị thực nhân chỉ ăn. Theo tôi biết, thực nhân chỉ ăn thịt 49 người con thì mới có thể hoàn thành tiến hóa, biến thành hình người. Rầm, mặt đất bỗng chấn động, nứt ra, bên trong có một xúc tu tối đen phóng ra, hung hăng đâm vào ngực Ngô Bình. Vẻ mặt Ngô Bình lạnh như băng. Một tay cậu bắt lấy xúc tu, thái cổ ma điệp trong bí khiếu vung cánh, sức mạnh kinh người khống chế xúc tu. Nó điên cuồng giấy giụa, nhưng không thoát được tay của Ngô Bình. Đồng thời, chân phù trong người Ngô Bình phát sáng, một luồng sức mạnh mục nát tràn vào xúc tay. Xúc tay này mau chóng thối rữa, mục nát thấy rõ, nhanh chóng biến thành tro bụi. Rầm, mặt đất lại rung chuyển dữ dội, từ sâu dưới lòng đất truyền đến tiếng gầm thét không giống người. Ngô Bình nhìn ánh mắt ngây dại của Thanh Chi, hỏi cô có muốn báo thù cho mẹ mình không? Thanh chỉ mắt ngấn lệ, muốn. Ngô Bình, được,
vậy tôi sẽ tiêu diệt ác ma này. Dứt lời, cậu lấy thất tinh long uyên kiếm giơ lên cao. Lúc này, sau lưng cậu xuất hiện 6 bóng kiếm khổng lồ, sức mạnh của kiếm thứ 6 trảm đạo nhập vào trong kiếm, đâm mạnh xuống đất. Kiếm quang sắc bén phá vỡ mặt đất, lớp đất đá dày đặc cũng không thể ngăn cản được sự sắc bén của nó. Kiếm quang xuyên sâu xuống cả nghìn mét dưới đất, chém một quái vật màu đen khổng lồ thành hai đoạn. Quái vật màu đen này có đường kính hơn 300 mét, mặt ngoài có vô số xúc tu, trên mỗi xúc tu đều có một lớp da mặt người, hốc mắt có hai tròng mắt đen vô hồn. Những lớp da mặt này đều là loài người bị ông ta ăn thịt, trong đó có một vài người là con cái nó. Quái vật đen bị chém thành hai đoạn, chất nhầy đen chảy ra ồ ạt, chất nhầy này tựa như có sinh mạng vậy, lại mau chóng ngưng tụ, mong muốn được sống lại. Thế nhưng, sức mạnh mục nát, sức mạnh suy yếu dòng kiếm của Ngô Bình đã khiến nỗ lực của nó thất bại nhanh chóng, chất nhầy lại tan chảy. Lúc này, một viên ngọc xanh lam bỗng di chuyển trong chất nhầy. Ngay lúc này, viên ngọc kia như bị hút lấy, đột nhiên chui lên mặt đất, rơi vào trong tay Ngô Bình. Cầm viên ngọc trong tay, Ngô Bình nheo mắt, cậu cảm nhận được bên trong viên ngọc chứa rất nhiều huyết mạch nhân tộc đã qua tỉnh chế. Cảm nhận được sức mạnh trong viên ngọc, từng tế bào trên người Ngô Bình bỗng trở nên đói khát. Đó là cảm giác đói khát xuất phát từ linh hồn, cậu chỉ hận không thể lập tức nuốt lấy viên ngọc, hấp thụ hết năng lượng bên trong nó. Thế nhưng, cuối cùng cậu vẫn kiềm chế được, cất viên ngọc sau đó nhìn xuống mặt đất. Cậu cảm thấy sức mạnh sinh mệnh của thực nhân chỉ này rất mạnh, cả sơn cốc này cũng chỉ là một bộ phận thân thể của ông A, muốn giết chết kiểu quái vật khổng lồ này gần như là không thể. Cậu lập tức nói, nhân lúc nó chưa hồi phục, chúng A đi thôi. Vì thế, cậu dân theo Thanh Chi, nhóm người mau chóng rời đi. Bay đi mấy nghìn dặm, mãi đến khi Ngô Bình không cảm nhận được hơi thở của thực nhân chỉ nữa thì mới dừng lại. Thanh Chi mù mờ nhìn cảnh tượng xa lạ xung quanh. Nói trước giờ tôi chưa từng đi xa đến vậy. Ngô Bình, lúc trước tự chung cô không đi xa được là vì thực nhân chỉ đang thao túng suy nghĩ của cô. Cô cẩn thận nghĩ lại xem, có phải từ nhỏ đến lớn, cô chỉ sinh hoạt trong phạm vi nghìn dặm thôi đúng không? Thanh chỉ gật đầu, đúng vậy, nhiều nhất là đi xa dăm dặm, trước giờ chưa từng đi xa nhà cả nghìn dặm. Cô ấy hỏi Ngô Bình, nó vẫn có thể tìm được tôi sao? Ngô Bình an ủi cô ấy, yên tâm đi. Chỉ cần đừng ở trong địa bàn của nó sẽ không làm được gì cô. Thực, nhân chỉ cũng được gọi là linh chi, nguồn gốc của nó có lẽ là lòng tham không đáy của cao thủ loài người. Điền Mỹ Mỹ tò mò hỏi, sư huynh, nhân thực chi sau khi thành người, có phải sẽ càng kinh khủng hơn không? Ngô Bình gật đầu, một khi nhân thực chỉ thành người, ít nhất cũng phải có thực lực đạo cảnh cấp 3. Hơn nữa, nó sở hữu năng lực chiếm đoạt nhân tộc, có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Cuối cùng trở thành tai tinh. Tai tinh sẽ mang đến vận rủi cho nhân tộc. Những chuyện này đương nhiên đều là do Phương Lập âm thầm nói cho Ngô Bình, cậu chỉ là thuật lại mà thôi. Điền Mỹ Mỹ, sư huynh, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Ngô Bình nhìn xung quanh, bọn họ đã đến bên rìa khu rừng, hơn nữa còn cách mục tiêu trên bản đồ cậu muốn đi cũng rất gần. Cậu không biết nơi đó có nguy hiểm hay không, bèn nói với mọi người cứ tìm kiếm vùng lân cận. Có thể gặp phải vận may. Sau khi trời tối, chúng ta sẽ tập hợp tại đây. Mọi người đều gật đầu, Ngô Bình một mình đi đến địa điểm mục tiêu. Chẳng mấy chốc, cậu đến một cái hồ nhỏ, hồ nước ẩn nấp trong rừng rậm, xung quanh đều là cây cối dày đặc, nếu không phải ở gần nơi này thì căn bản không phát hiện ra được có hồ nước ở đây. Ngô Bình đáp xuống trên cây, quan sát hồ nước nhỏ. Mặt hồ tĩnh lặng, thi thoảng lại có cá xuất hiện. Ngoài ra, cậu không phát hiện thêm được gì. Nơi này không có gì kỳ bí cả, sao lại bị người khác đánh dấu trên bản đồ chứ? Đang lúc cậu suy nghĩ thì mặt hồ lại gợn sóng, một cánh tay trắng như ngọc vươn lên từ dưới mặt hồ, sau đó đến cánh tay thứ hai, cánh tay thứ ba, lần lượt có 8 cánh tay vươn ra, bàn tay nào trông cũng rất đẹp. Thế nhưng những cánh tay đều thuộc về một quái vật, một con quái vật có bụng như nhện, mọc ra 8 cánh tay, bên trên là đầu của một mỹ nữ. Tay nó trống trên mặt nước như đi trên mặt đất vậy, nhanh chóng đi đến bờ hồ, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, đi về phía xa. Ngô Bình trừng lớn mắt, đây là quái vật gì vậy? Nhện thần 8 tay, Phương Lập lên tiếng, thứ này ở thượng cổ đại lục đã bị truy giết tuyệt chủng rồi, không ngờ ở cấm địa thượng cổ vẫn còn, đúng là khó thấy. Ngô Bình cảm nhận được sự tham lam trong giọng điệu của Phương Lập,
Cậu hỏi, nhện thần tám tay mà ông nói là thứ gì vậy? Dị chủng thái cổ, là do thân nhện và một vị chúa tể thượng cổ sinh ra, tơ nhả ra rất lợi hại, đồng thời lại vô cùng cứng cáp, gần như không có thứ gì có thể cắt được nó, có thể cắt được mọi thứ, được gọi là tơ nhện thiên đao, mau đi vào hang ổ của nó, bên trong chắc chắn có rất nhiều tơ nhện. Dù chỉ lấy được một sợi tơ cũng có thể đổi được một tòa thành thánh cổ đại lục. Ngô Bình, thần nhện tám tay rất lợi hại sao? Phương Lập nói chung chủ nhân mà nhìn thấy nó thì tốt nhất cứ quay đầu mà chạy. Ngô Bình không nói hai lời, nhảy vào trong hồ nước. Cậu lặn xuống đáy hồ, thanh kiếm trong tay vung vẩy xung quanh. Kết quả không lâu sau, kiếm đã đụng phải thứ gì đó, lực đàn hồi mạnh mẽ đẩy ngược kiếm cậu. Thất tinh long uyên kiếm vô cùng sắc bén mà cũng không thể cắt đứt được nó. Ngô Bình đoán, xung quanh đây chắc chắn là tơ nhện mà thần nhện tám tay nhả ra. Vì thế cậu cẩn thận xác định, chém mấy tảng đá ngầm bên cạnh, cuộn mạng nhện thành một cuộn đường kính hơn 30 mét sau đó ném vào trong không gian chứa đồ. Cậu tiếp tục tiến về trước, phát hiện hang động cao chừng nửa người. Cậu khom người đi vào hang, vừa đi vừa vung kiếm, kết quả lại phát hiện ba lớp tơ nhện, thu lấy toàn bộ. Sau khi thông qua ba tầng phòng ngực, cậu đến được một không gian lớn hơn. Nơi này có rất nhiều xương cốt của các loại cá và thú dữ, còn có một ít kim loại, viên thủy tinh, bảo thạch. Trông có lẽ đều là nhện, thần tám tay cất giữ. Ngoài ra, bên cạnh còn có một thứ gì đó màu bạc, thô to như thùng nước. Thứ này chạm vào thì rất cứng, nhìn kỹ thì là do tơ nhện cuộn lại, ít nhất cũng mấy trăm cân. Phương Lập kinh ngạc thốt lên, chủ nhân, đây chính là tơ nhện thiên đao. Trời đất, nhiều vậy sao? Ngô Bình cất lấy cuộn tơ kia, quay người đi ra ngoài. Ngay lúc này, thần nhện tám tay đang nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi xuống đáy hồ. Ngô Bình cảm nhận được dòng nước dao động, lập tức đi sát bờ hồ, đồng thời sử dụng năng lực thái cổ ma điệp, hóa thành một luồng sương mù mờ ảo. Ngô Bình vừa ra khỏi mặt nước đã cảm nhận được tiếng thét gào truyền lên từ dưới nước, cậu không nói gì chớp mắt đã biến mất tại chỗ. Điên cuồng chạy cả nghìn dặm, cậu mới dừng lại trên một gốc cây. Phương Lập, chủ nhân thủ đoạn hay thật, vậy mà lại lấy được nhiều tơ nhện thiên đạo như vậy. Ngô Bình, loại tơ nhện này có tác dụng gì? Phương Lập cười nói, tác dụng rất nhiều, dùng nhiều nhất chính là cắt gọt. Có người từng dùng 10 sợi tơ thiên đao gộp thành một cây, tôi luyện thành một phi tơ thiên đao dài 3.000 mét. Kết quả người kia tung hoành cả trăm năm, mỗi lần đụng độ với kẻ địch đều ra tay, mặc kệ có bao nhiêu người cũng bị ông ta giết sạch không chừa ai. Ngô Bình hỏi, 10 sợi tơ nhện thiên đao trong tay người kia cộng lại thì nặng bao nhiêu? Phương Lập, 3 cân 2. Đó là do tên đó may mắn. Nếu không có đến 10 kiếp cũng không gom được nhiều tơ nhện thiên đao được như vậy, huống chỉ là đến 3.000 mét tơ nhện. Đúng rồi chủ nhân, tơ nhện càng dài, giá cả càng cao, ví dụ như tơ nhện dài một trượng thì khoảng 30.000 thánh thủ. Nhưng nếu là tơ nhện thiên đao thì ít nhất cũng phải 1 triệu thánh thủ. Ngô Bình biết thánh thủ có lẽ là tiền tệ ở thánh cổ đại lục, cậu hỏi, giá trị của thánh thủ thế nào? Một thánh thủ có thể mua được gì? Phương Lập cười nói. Giá trị của thánh thủ rất mạnh, nên người bình thường đều dùng linh thủ, 1.000 linh thủ có thể đổi một tỉnh thủ, 200 tỉnh thủ mới đổi được một thánh thủ. Trong một vài thành lớn ở thánh cổ đại lục, sân viện lớn ở khu vực trung tâm cũng chỉ trị giá 5-60 triệu linh thủ, cũng chỉ tương đương khoảng 2-30 thánh thủ. Ngô Bình kinh ngạc, nói vậy, giá trị của thánh thủ quả thực rất đáng sợ. Phương Lập, mấy tơ nhện thiên đao này của chủ nhân, nhất định đừng để người ngoài nhìn thấy. Nếu không rất dễ dẫn đến tai họa. Ngô Bình hỏi, loại tơ nhện này rất kiên cố, phải làm sao mới cắt được nó? Phương Lập, đóng băng. Ở trạng thái đóng băng, tơ nhện thiên đao sẽ rất giòn, một nhát là sẽ gãy. Nhưng kiểu đóng băng này phải là trạng thái cực lạnh, đóng băng thông thường sẽ không có tác dụng. Ngô Bình bắt đầu thử nghiệm, cậu lấy xuống một sợi ơ thiên đao. Loại tơ nhện này rất dài, cuối cùng dài đến hơn 1.500 mét. Cậu sử dụng một loại bí thuật, nhiệt độ đầu ngón tay giảm xuống nhanh chóng, đến nhiệt độ thấp nhất, sau khi tơ nhện thiên đao bị đóng băng, cậu nhẹ nhàng làm gãy nó. Cứ như vậy, cậu dùng cách đóng băng, chế tạo ra 100 sợi tơ nhện có độ dài chừng 500 trượng. Tiếp đó, cậu thử điều khiển tơ nhện. Khi cậu dùng thất tinh bí lực điều khiển tơ nhện sống động như có sinh mệnh vậy, nhảy múa khắp trời. Bởi vì nó rất mỏng, nên người bình thường rất khó phát hiện. Mà cho dù có phát hiện,
cũng không thoát được lưỡi cắt sắc bén nhanh như chớp của nó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 199.